tại Học viện Chức nghiệp số 1 Giang Thành, sau khi đã hoàn thành quá trình học tập lý thuyết, ngày hôm nay tất cả học sinh sẽ thức tỉnh thiên phú và cũng là ngày đầu tiên bước vào phó bản. Thanh niên này là Lâm Dạ, cậu đã tới thế giới này lâu như thế cũng chỉ mong ngóng ngày thức tỉnh hôm nay. Thức tỉnh thiên phú là điều rất quan trọng đối với một chức nghiệp giả. Phẩm chất thiên phú được phân thành cấp thường, cấp hiếm, cấp truyền thuyết, cận thần và cấp thần thoại. Về thiên phú cấp độ thần thoại, từ trước đến nay vẫn chưa nhân loại nào thức tỉnh được nó. Tô Mộc là cô gái ba vòng đầy đặn, nổi bần bật giữa dàn trai trẻ có mối quan hệ thân thiết với Lâm Dạ. Khoảnh khắc Lâm Dạ xoa đầu Tô Mộc khiến các thanh niên khác quắn quéo hết cả lên. Nghe chừng thanh niên sống trong môi trường học đường như ngập mùi ghen ghét đố kỵ chỉ vì gái. Thanh niên tóc tím số 1001 lên sàn đầu tiên đã thức tỉnh thiên phú cấp hiếm, cường lực. Tất cả mọi người đều trầm trồ nghĩ rằng 1001 chắc chắn sẽ là thủ khoa của kỳ thi này, hắn cũng vô cùng ghen ghét Lâm Dạ. Để ta xem, một thằng mồ côi dựa vào cái gì lại có thể thu hút chú ý của nữ thần Mộc Mộc. Lâm Dạ nghe thấy nhưng vẫn kệ miệng bọn họ thích nói gì thì nói, vốn dĩ mục đích cậu muốn trở thành người mạnh nhất chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Tô Mộc mà thôi. Thầy giáo gọi đến tên, thanh niên hiên ngang đi tới vòng tròn ma pháp, thứ ảo diệu trước mặt cậu chính là nơi thức tỉnh thiên phú. Cậu bất ngờ thức tỉnh được chức nghiệp cấp thần thoại, một thiên phú chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Thanh niên đề nghị hệ thống giấu nó đi, tạm thời chỉ một mình cậu được biết. Hiện tại Lâm Dạ đang ở cấp 1 với sức mạnh nghịch chuyển càn không giúp đảo ngược và tăng cường sức mạnh cũng như tất cả các kỹ năng tác động lên bản thân, có thể bật hoặc tắt tùy ý. Ngoài ra, nếu thăng lên cấp cao hơn có thể thay đổi bản chất kỹ năng, hiệu ứng tăng cường hiện tại là giảm 10% lượng tiêu thụ mana, hiệu ứng chuyển đổi hiện tại là hiệu ứng buff sẽ trở thành debuff, debuff trở thành buff. Điều kiện thăng cấp, bản thân phải đạt đến cấp 10. Có thể đảo ngược toàn bộ hiệu ứng tác động lên bản thân, còn có thể tự ý tắt bật thiên phú. Điều này có nghĩa là kẻ địch sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt được mình sao? Nhưng nếu chỉ có thể sử dụng những đòn đánh thường, không phải kỹ năng hoặc để mục sư hồi máu thì hoàn toàn có thể phá giải hiệu ứng của nó. Đây là tự hại bản thân hay sao chứ? Hóa ra đây là lý do mà thiên phú này có thể lựa chọn ẩn đi. Khoảnh khắc thanh niên quay lại, ai cũng hiếu kỳ. Người tò mò nhất chính là Tô Mộc, nhưng cậu cũng quyết định giấu với cô luôn. Mọi người đều cho rằng Lâm Dạ chắc chỉ thức tỉnh ra cái thiên phú rác rưởi đáng xấu hổ mà thôi. Thiên phú phế vật đi với phế vật, nữ thần đúng là nhìn lầm người, lại đi thích cái thể loại phế vật đấy. Người tiếp theo lên sàn chính là Tô Mộc. Học sinh sau khi hoàn thành thức tỉnh thiên phú sẽ thông qua tượng nữ thần để tiến hành chọn chức nghiệp. Đây cũng là việc tiếp theo Lâm Dạ phải làm. Xin vui lòng chọn chức nghiệp mà bạn mong muốn. Thanh niên đứng đó suy nghĩ, nếu tuân theo logic bất khả chiến bại ở một mức độ nhất định thì nghịch chuyển càn khôn chắc chắn là một kỹ năng cấp thần. Nhất định phải phát huy thực lực thiên phú tối đa, bù đắp khuyết điểm. Thanh niên đã có lựa chọn cho bản thân mình. Xin vui lòng xác nhận lại chức nghiệp của bạn, có phải là mục sư không? Hiện tại bạn là học sinh đầu tiên lựa chọn trở thành mục sư. Sau khi cậu đã chắc chắn về lựa chọn của mình thì chuyển chức được xác nhận. Họ tên, Lâm Dạ, chức nghiệp, mục sư, HP, 100. Nếu thấp hơn 80 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương, tất cả các thuộc tính sẽ giảm nhẹ. Nếu thấp hơn 30 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương nặng, tất cả các thuộc tính sẽ giảm vừa phải. Nếu thấp hơn 5 thì sẽ tiến vào trạng thái hấp hối, tất cả các thuộc tính đều giảm đi đáng kể. Nếu về không thì sẽ hẹo. Giá trị ma lực, 100, thiên phú, nghịch chuyển càn khôn cấp thần thoại. Thuộc tính, sức mạnh, 4, thể chất, 4, trí lực, 5, tinh thần, 5, nhanh nhẹn, 4. Cậu đang nắm giữ kỹ năng thuật trị liệu, sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi sức mạnh sinh mệnh khôi phục 50 điểm HP cho mục tiêu, hồi chiêu trong 5 giây và tiêu tốn 10 điểm ma lực. Ngoài ra còn có thuật thanh tẩy, sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi tinh linh nguyên tố, khôi phục 30 điểm ma lực của mục tiêu, hồi chiêu trong 12 giây và không tiêu tốn gì. Lâm Dạ quyết định thử luôn, kích hoạt nghịch chuyển càn khôn, thuật trị liệu cũng cứ thế bị đảo ngược. Sử dụng lên một đơn vị mục tiêu để tước đoạt sinh mệnh của đối thủ, giảm HP của đối thủ đi 50 điểm, hồi chiêu trong 5 giây và tiêu tốn 9 điểm ma lực. Giống như cậu tưởng tượng, kỹ năng được phóng thích là giảm HP chứ không phải gây sát thương, không bị áo giáp chống đỡ lại, tương đương với sát thương chuẩn, thấp hơn so với sát thương kỹ năng của pháp sư một chút. Nhưng nếu kẻ địch có kháng phép thì cậu vẫn hơn hẳn. Về thuật thanh tẩy, thanh niên vốn dĩ tưởng chừng không có gì nhưng lại có thể khiến kẻ địch thuộc hệ công kích pháp thuật vào thời khắc cuối cùng không thể ra đại chiêu để lộ sơ hở. Theo lối suy nghĩ này, cách đánh đã rất rõ ràng rồi, vẫn phải cẩn thận với các kỹ năng buff và hồi chiêu của đồng đội. Trong trạng thái nghịch chuyển càn khôn, kỹ năng buff của đồng đội sẽ gây ra một cú đánh mạnh vào cơ thể. Các học sinh khác ở bên dưới lập tức cười cợt về lựa chọn này của Lâm Dạ. Đúng lúc này kết quả của Tô Mộc được lộ diện, số 1233, Tô Mộc thức tỉnh thiên phú cấp truyền thuyết, phỏng sinh chi lệ, tác dụng triệu hồi linh hồn dị giới tác chiến. Ngay tại khoảnh khắc này, tất cả đều xôn xao. Chúa ơi, không nghe lầm chứ, là thiên phú cấp truyền thuyết. Không hổ là nữ thần Mộc Mộc, thiên phú truyền thuyết duy nhất từ trước tới giờ. Không biết cô ấy sẽ chọn chức nghiệp gì nhỉ? Nữ thần từ trước vẫn luôn liên tiếp đứng đầu lớp lý luận, quả thực là thiên tài. Một tu sĩ hèn mọn sao có thể xứng đáng ở bên thiên kiêu được, nhất định muốn trở thành con chó liếm của nữ thần đây mà. Mặc dù là vậy nhưng bọn họ vẫn méo hiểu phỏng sinh chi lệ rốt cuộc là thiên phú kiểu gì. Đứng trước tượng thần, Tô Mộc đã lựa chọn chức nghiệp pháp sư. Trong khi mọi người đều đang xôn xao là vậy, duy chỉ có thầy hiệu trưởng là để ý tới Lâm Dạ. Cậu nhóc kia thật đặc biệt, đã từ lâu rồi mới có học sinh chủ động lựa chọn chức nghiệp mục sư. Người trẻ tuổi này quả thực không hề có cảm giác là bất đắc dĩ mà lựa chọn, đúng là có chút thú vị.
Khoảnh khắc vừa lựa chọn xong, Tô Mộc đã một mạch chạy đến khoe. Lâm Dạ, mình chọn pháp sư này, cùng nhau đi phó bản không? Tưởng chừng sẽ đồng hành cùng nhau nhưng thanh niên lại từ chối, nói rằng mình có kế hoạch riêng. Nhắc nhở, phó bản tân thủ rừng sói đã mở. Mời nhóm học sinh đã hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú và chuyển chức vào phó bản. Tóc tím đi tới và ngỏ ý nhờ Lâm Dạ thuyết phục Tô Mộc và đội của hắn nhưng đã bị cậu từ chối thẳng thừng. Thầy hiệu trưởng cho rằng phó bản không thể không hợp tác, dù có đủ thiên phú nhưng cũng khó chống lại đám quái vật. Thanh niên à, đối mặt với ma vật, có thù ghét bao nhiêu cũng đều phải buông xuống. Thấy hiệu trưởng nói ngụ ý, Lâm Dạ khẳng định, hiệu trưởng, em không có thù hận gì với bọn họ, chỉ là cảm thấy một mình dọn sạch phó bản kinh nghiệm cao, thu lợi nhiều. Một mình sao? Chỉ một mình em với tư cách mục sư sao có thể làm vậy được? Nếu không thích, em có thể đổi đội khác, đừng giễu cợt sự an toàn tính mạng của mình. Suy cho cùng, mọi trạng thái trong phó bản đều ảnh hưởng đến hiện thực. Nếu gặp nguy hiểm, em sẽ thực sự mất mạng. Lâm Dạ vẫn kiên quyết với quyết định của bản thân, cậu muốn tự mình dọn phó bản. Thực chất, cậu biết rằng, bản thân muốn nâng cấp nhanh chóng thì phải chọn cách đánh một mình. Hơn nữa, trước khi thực lực của cậu đủ mạnh, thiên phú cấp thần của cậu không thể được tiết lộ cho người khác. Điều này càng khiến thầy hiệu trưởng ngẫm nghĩ, tại sao cậu ta lại có thể tự tin được như thế? Phó bản thí luyện tân thủ nguy hiểm, đề nghị tổ đội, có muốn tiến vào phó bản? Thanh niên lập tức xác nhận, bắt tay vào việc. Nơi đây chính là phó bản tân thủ rừng sói, cấp độ từ 1 đến 3. Nơi đây có một đàn sói khát máu sống trong khu rừng. Chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, nếu bị bao vây thì sẽ không có lối thoát. Nơi đây quả thật khó khăn cho học sinh lần đầu tiên vào phó bản. Lâm Dạ tính toán, chỉ cần phối hợp tốt thì sẽ không có thương vong, chỉ cần lấy một con điểm B đã là một thành tích cực kỳ ưu tú rồi. Trên đường xác định sẽ có nước suối trị liệu hồi máu cho chức nghiệp giả, bảo đảm an toàn thí luyện cho tân thủ, đồng thời cũng làm cho địa vị mục sư càng thấp hơn. Nhưng nếu có người thích liều mạng, không xử lý sạch bọn sói hoang trên đường đi, như vậy sẽ dẫn dụ bọn chúng tụ lại một chỗ. Nếu đi sâu vào trong rừng, bước vào khu vực cấm, sẽ hẹo ngay trong phó bản. Nắm thiên phú cấp thần trong tay, Lâm Dạ thích nghĩ sẽ không thể thỏa mãn với điểm số thông thường được. Khu vực cấm trong truyền thuyết ấy, cậu quyết định sẽ đi vào. Hiện giờ, Lâm Dạ đã ở trong khu vực sâu bên trong rừng sói. Mọi thứ âm u mờ ảo, đàn sói tiến đến đã sẵn sàng nghênh chiến với cậu. Bọn chúng chính là sói hoang, là các sinh vật xã hội lang thang và thích chiến đấu theo nhóm. Các đòn tấn công của chúng có tác dụng chảy máu và có thể gây sát thương liên tục, bọn chúng đều là cấp 1. Ngay tức khắc, Lâm Dạ kích hoạt nghịch chuyển càn khôn, test luôn thuật trị liệu lên con sói đầu tiên. Thuật trị liệu đã bị đảo ngược, gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang. Tiêu diệt quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Mở màn có vẻ khá ngon lành, thanh niên tiếp tục lên những con tiếp theo. Từng phát cắn của bọn chúng đều có tác dụng. Cắn xé đã bị đảo ngược công kích, Lâm Dạ hồi HP tăng thêm 20. Chảy máu bị đảo ngược hiệu ứng, Lâm Dạ hồi phục HP cộng 6. Thanh niên tiếp tục kích hoạt nghịch chuyển càn khôn, kết hợp thuật thanh tẩy đảo ngược, thuật u cấm. Cậu đã thành công tạo ra rất nhiều dây xích trói chặt con sói. Quả nhiên thuật u cấm đối phó với mấy con quái cấp thấp có ít mana vô cùng hiệu quả. Thêm một con sói nữa lao như điên như dại tới, tiếp tục kích hoạt thuật trị liệu, gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang. Tiêu diệt quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Một con tiểu quái sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Thiết nghĩ cứ như thế này, nếu xử lý hết sạch đám quái nhỏ thì ít nhất cũng tăng lên được cấp 4. Mục tiêu của Lâm Dạ là con boss ẩn cuối cùng, coi như cách biệt một cấp thì cũng không có vấn đề gì. Hệ thống thông báo thời gian hồi chiêu của thuật trị liệu đã kết thúc. Lâm Dạ thu hồi sức mạnh, để tới được ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị rất kỹ. Suy cho cùng, vào thời khắc kẻ địch tiêu diệt con người thì cấp độ của bản thân ở mức nào cũng không quan trọng. Lâm Dạ đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu và trở về. Giá trị của cậu đã đạt đến mức tối đa. Thanh niên lập tức tắt hiệu ứng của nghịch chuyển càn khôn và thuật thanh tẩy. Cấp độ của cậu đã tăng lên level 2, toàn bộ mọi thứ cũng đồng bộ tăng lên. Sau khi nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, cậu quyết định cộng toàn bộ nó vào chí lực. Năng lực của Lâm Dạ có thể không nhận sát thương nào, liên tục hồi mana. Vì vậy, cậu thêm tất cả các điểm vào chí lực. Bằng cách này, sau khi kích hoạt nghịch chuyển càn khôn mới có thể tối đa hóa sát thương, lập tức tiêu diệt kẻ địch. Ở một khía cạnh khác, thầy hiệu trưởng đang tò mò theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Dạ. Trên bản đồ hiện ra khu vực bị cấm khám phá trong quá trình giảng dạy ở trường. Vậy mà Lâm Dạ lại muốn khiêu chiến với boss ẩn ám Duệ Lang Vương cấp 5. Điều này lại càng khiến lão thầy nghi vấn, không thể nào, nếu thằng nhóc này không phải cố ý tìm đường nghèo, vậy thì thiên phú ẩn của thằng nhóc là cấp thần thoại, thậm chí còn hơn cả cấp thần thoại sao? Đáng tiếc cậu ta chọn không công khai thiên phú của mình, trước tiên chỉ có thể xem những tuyển thủ hạt giống khác thôi. Hy vọng học sinh Lâm Dạ có thể sống sót trở về. Một người đứng bên cạnh sau khi theo dõi đã đòi cá cược với thầy hiệu trưởng. Ha ha, lão già lo lắng như thế sao không làm ván cược đi? Tôi cá cậu ta có thể lập nên kỷ lục mới đó. Nhưng ông nói tuyển thủ hạt giống là cô gái kia sao? Tôi cảm thấy có thiếu chút lửa đấy. Ý tưởng thì phong phú nhưng việc thực hiện thì có hơi ba chấm. Đội nhóm của Tô Mộc đang tiếp tục di chuyển. Vừa gặp sói đã ngay lập tức kích hoạt thuật ngưng băng khiến mọi người trầm trồ. Nhưng ngay sau đó đã gặp biến, những con sói khác trở nên thịnh nộ và điên cuồng lao tới. Tầm này không chạy thì còn cái nịt. Vừa chạy, nha đầu vừa lo lắng, cong đít như này thì còn mợ gì là hình tượng nữ thần nữa. Trong tích tắc, Tô Mộc dừng lại, hai người trốn ra sau tôi đi, kích hoạt phỏng sinh chi lệ, tiếp đó là thuật ngưng băng. Bọn quái cứ thế bay màu, thầy hiệu trưởng theo dõi xong thấy rất tâm đắc.
nhưng người giấu mặt đứng bên cạnh lại thấy khác, không có ý thức chiến đấu, chỉ có thiên phú thôi sẽ không thể giúp cô ấy tiến xa được. Ở một khía cạnh khác, Lâm Dạ sau khi xử lý thêm vài con xương xương đã tăng lên level 3. Mục tiêu hiện tại sẽ tiêu diệt thêm quái để tăng lên cấp 4. Một tiếng gầm rú vang lên. Thanh niên tiến lại gần và xác định chính xác là ở đây, Ám Duệ Lang Vương. Ám Duệ Lang Vương lang thang trong rừng sói. Nó có tinh khí hung dữ và sẽ truy đuổi và tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào nó nhìn thấy. Những con sói trong toàn bộ khu rừng là cấp dưới của nó và sẽ tuân theo chỉ dẫn, xé nát bất kỳ kẻ thù nào. Ám Duệ Lang Vương là boss ẩn. Trong sách giáo khoa, nó còn là con boss cấm kỵ. Một số các thanh thiếu niên thiên tài trong lúc khiêu chiến đã bị trọng thương, có khi là tàn tật. Các anh hùng tương lai thì nó cắn nghèo không thương tiếc. Từ đó, phía rừng rậm này cũng bị học viên liệt vào nơi cấm kỵ. Lâm Dạ trốn vào một gốc cây quan sát, những con sói hoang vẫn vây quanh Ám Duệ Lang Vương. Thực tế trông cũng giống như động vật bình thường, thỉnh thoảng rời đi tìm nơi thuận tiện. Khi chúng giải quyết xong, chúng không nhất quyết phải quay về tổ ngay lập tức mà sẽ đi dạo xung quanh. Tần suất đám này rời đi cũng không thấp, cơ hội tiêu diệt từng con một đã có. Lâm Dạ lập tức lộ diện như ma như quỷ. Trong chốc lát đã có thể gây ra 50 điểm sát thương ngược cho sói hoang, xử lý sói hoang và nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Tiểu quái phiền toái đối với cậu giờ lại là túi máu tốt nhất. Giờ chỉ chờ kinh nghiệm tăng lên thì sẽ đấu 1-1 với Ám Duệ Lang Vương. Cứ như vậy, Ám Duệ Lang Vương càng ngày càng có ít thuộc hạ còn sống, đẳng cấp của cậu sẽ càng ngày càng cao. Lâm Dạ tiếp tục cầm vũ khí càn quét hết sạch lũ sói và cấp độ đã tăng lên level 4. Sau khi thấy đám sói hoang xung quanh bay màu hết, con boss cuối cùng cũng nhận ra và đối đầu với Lâm Dạ, cuối cùng cũng phát hiện rồi sao? Vậy chúng ta chơi trò chơi mới nhé, Ám Duệ Lang Vương. Ám Duệ Lang Vương không phải dạng tầm thường khi HP của nó là 2000/2000, mana 1000/1000, tấn công 500, phòng thủ 200. Lượng máu và thuộc tính tấn công đáng sợ này cao gấp 50 lần so với những con sói hoang thông thường. Nếu là một tân thủ thì sẽ bị đánh thành từng mảnh hoặc bị vờn đến kiệt sức. Tuy nhiên, Lâm Dạ đã có ám ảnh trào kích. Cậu giang tay sẵn sàng đón nhận mọi đòn tấn công của nó. Giờ đây nó càng tấn công thì Lâm Dạ càng cảm thấy thoải mái, cảm ơn nhé, gân cốt đều cảm giác thoải mái hơn rồi đấy. Thanh niên còn phải tự tâm đắc với chính bản thân mình. Không hổ là thiên phú cấp thần, công kích của nó cũng chỉ là thực phẩm hồi phục cho cậu mà thôi. Nó càng tấn công thì sẽ càng dễ xử lý. Ám Duệ Lang Vương có vẻ đã nhốm mệt sau một hồi cứ đánh mà không có tác dụng. Thuật trị liệu đã hồi chiêu xong, giờ đến lượt Lâm Dạ ra chiêu. Cậu tấn công dứt khoát khiến nó mất một lượng máu đáng kể. Đâu có gì dễ ăn, Ám Duệ Lang Vương đột nhiên kích hoạt tấn công trào kích. Nó gầm gừ, rơi vào trạng thái tức giận tột cùng. Có vẻ nó đã phát hiện ra nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi, nó tiếp tục kích hoạt cuồng bạo. Vốn dĩ nếu bên cạnh nó có bầy sói vây quanh thì Lâm Dạ còn tốn sức, đáng tiếc cho nó khi bây giờ chỉ có một mình. Thuật trị liệu hồi chiêu xong, cú đánh chí mạng của Ám Duệ Lang Vương lập tức phản ngược lại nó. Bạn đã thành công tiêu diệt Ám Duệ Lang Vương và nhận được 1000 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng lên level 5. Đã hoàn thành phó bản rừng sói và bắt đầu tổng kết phần thưởng, bạn nhận được một dương báu đồng hạ cấp. Vì trong toàn bộ quá trình tiêu diệt boss không sử dụng kỹ năng gây sát thương nào, điểm đánh giá đã tăng lên cấp SSS. Lâm Dạ nhận được thêm dương báu bạc thượng cấp. Vốn dĩ nếu không phải thuật trị liệu đảo ngược không tính là kỹ năng gây sát thương thì cậu sẽ không thể lấy được đánh giá cấp SSS nào. Sau chiến tích này, bảng thông báo to trà bá hiện ra, bất cứ học sinh nào cũng có thể nhìn thấy. Thông báo đã có học sinh vượt qua phó bản rừng sói, đã hoàn thành toàn bộ thành tựu ẩn, cấp đánh giá SSS. Mọi người tò mò vãi cả nồi xem đại thần đó là ai. Má ơi, không phải chúng ta vừa chứng kiến một thời khắc lịch sử đấy chứ, nhanh chụp lại lấy tư liệu đi. Thầy hiệu trưởng cũng không khỏi bất ngờ, xưa nay chưa từng có, đây là có 102. Đạt được điểm đánh giá cấp SSS trong phó bản này có nghĩa là đã hoàn thành hết tất cả thành tựu ẩn. Trong ấn tượng của ta chỉ có Lâm Dạ là người bước vào khu vực cấm. Ngay cả người bịt mặt đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng cũng lấy làm hốt, sao có thể chứ? Điểm đánh giá cấp SSS có một mục yêu cầu không gây sát thương mà qua ải, một mình dọn sạch ải mà không gây sát thương là khái niệm kiểu quái gì thế? Tại thời khắc này, mọi chiến tích của các học sinh khác đều bị lu mờ. Mọi người đổ dồn tìm danh tính của người SSS đó. Tô Mộc bịt miệng vừa trầm trồ vừa lo lắng, vừa rồi để nhận được điểm đánh giá cấp A đã vô cùng nguy hiểm rồi, không biết là thần thánh phương nào mà lại làm được điều đó. Lâm Dạ bây giờ đang thế nào rồi chứ? Thanh niên vẫn chẳng hề hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cậu vẫn ung dung phấn khởi mở dương báu. Kích hoạt dương báu bạc thượng cấp, nhận được sách kỹ năng thần khí liệu pháp, nhận được thuộc tính tự do nhân 5 lần, nhận được trang bị cấp bạc dao găm bóng tối. Dao găm bóng tối là một vật phẩm giúp tăng cường thuộc tính tấn công của người đeo lên 50 điểm, tăng 10 điểm xuyên giáp, khi tấn công kẻ địch sẽ có 5% cơ hội khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chảy máu. Thần khí liệu pháp level 1 là một kỹ năng chủ động, dùng khí tức thần thánh chúc phúc cho mình trong phạm vi 10m, hồi phục 100 điểm HP, đồng thời có hiệu ứng phục hồi kéo dài trong 10 giây, mỗi giây hồi 10 điểm HP, tiêu hao 50 điểm mana, hồi chiêu trong 20 giây. Lâm Dạ vẫn quyết định tiếp nhận nó ngay lập tức. Mặc dù hồi chiêu có vẻ hơi lâu và lượng tiêu thụ mana cũng khá nhiều nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ trong thời gian đầu mà thôi. Lượng sát thương bạo phát AOE lớn như thế là đại chiêu mạnh nhất trong thời kỳ đầu rồi. Kết hợp với thuật thanh tẩy, bù đắp khuyết điểm CD vô hạn là đã vượt qua cả chức nghiệp pháp sư mạnh nhất rồi. Lâm Dạ dự tính, con dao găm sẽ bán luôn cho thế hệ thứ hai, coi như phí trang trải cho tương lai. Không thể cứ tiêu tiền của chú và cô được, bọn họ đã chi trả cho cậu đủ thứ rồi. Điểm thuộc tính tự do hiện tại là 5.
5 điểm thuộc tính tự do này mới là lời nhất đối với cậu ngày hôm nay. Nguồn điểm thuộc tính tự do rất hiếm, ngoại trừ 2 điểm thuộc tính tự do khi thăng cấp, chỉ có cách khiêu chiến với các nhiệm vụ đặc biệt của phó bản, mở các dương báu ẩn để lấy mà thôi. Nếu lần đầu qua ải và điểm đánh giá không trên cấp S thì sẽ không thể nhận phần thưởng thuộc tính, mà thành tựu cấp SSS lại được thưởng hẳn 5 điểm thuộc tính ngoài. Thanh niên lại quyết định cộng toàn bộ điểm thuộc tính tự do vào chí lực, từ giờ trở đi, Lâm Dạ ta sẽ đi tới cực hạn của hệ pháp thuật, trở thành mục sư tai ách bạo lực nhất. Khoảnh khắc chào đón vị anh hùng đã làm nên kỳ tích, ai cũng hào hứng phấn khởi và nghĩ rằng đó chắc chắn là tổ đội của đại lão cấp SSS. Cơ mà khi chỉ có một mình Lâm Dạ bước ra thì tất cả còn tá hỏa hơn. Tô Mộc có một niềm tin vững chãi rằng Lâm Dạ chính là người tạo nên kỳ tích này. Tên tóc tím một mực hịa đều, dựa vào cái thứ phế vật này sao? Tô Mộc à, cô hơi tâng bốc tên này rồi đấy. Nếu ta không nhầm thì hắn một mình tiến vào đúng không? Chắc không làm được gì nên đành chạy ra ngoài chứ gì. Mấy tên đó cứ thế đứng cười nhạo, Lâm Dạ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, có bạn học nào chuyển chức là thích khách không? Tôi mở ra một món vũ khí phẩm chất không tồi đâu, có ai muốn nó không? Những tên kia đang đứng cười đột nhiên câm nín sau khi nhìn thấy thứ trang bị cấp bạc này. Các học sinh khác nháo nhào đòi mua lại và bắt đầu trả giá, có thanh niên chịu chơi còn trả những 50.000. Sau khi suy nghĩ thì cái giá này cũng xứng đáng với vũ khí cực phẩm này rồi, Lâm Dạ cho đấu giá tiếp, 50.000 lần 1, 50.000 lần 2. Một cô gái chất chơi hơn trả số tiền lên đến 100.000 liên minh tệ. Sau đó tất cả cứng họng, thu nhập của một gia đình bình thường chỉ có 10.000 liên minh tệ. Dám bỏ ra 100.000 liên minh tệ nghĩa là cần một gia đình phải bỏ ăn bỏ uống 10 năm liền, đây quả thực là giá trên trời. Lâm Dạ chẳng còn lý do gì nữa mà không giao dịch. Sau đó, các bạn học khác đã vây kín tò mò mà hỏi, Lâm Dạ, cậu hiện tại cấp bao nhiêu rồi? Cấp 5, mọi người đã nhận ra Lâm Dạ chính là người đánh giá cấp SSS đó. Thầy hiệu trưởng và một số người đi bên cạnh vẫn không thể tin, không thể nào, không có ai có thể làm được như thế. Cậu ta chắc chắn lúc đi vào phó bản đã tìm được một tổ đội. Một học sinh là tân thủ lại một mình dọn phó bản rồi nhận được điểm đánh giá cấp SSS, ông cảm giác có giống một câu chuyện có thể tồn tại không? Yêu cầu của nó là một mình dọn quái mà không gây ra sát thương nào. Hiện tại tất cả những chức nghiệp giả đứng đầu kim tự tháp đều không thể đạt được thành tích như vậy ở giai đoạn tân binh. Tóc tím đứng đó ấm ức không phục, tao thấy hắn chỉ ăn may thôi, nói không chừng hắn dùng thủ đoạn chơi bẩn, tên mục sư thì đi được bao xa chứ? Thầy hiệu trưởng tuyên bố bài kiểm tra tới đây là kết thúc, từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ không còn là học sinh bình thường nữa mà là những chức nghiệp giả kiến tập có sức mạnh phi thường. 30 ngày sau sẽ phải trải qua thời điểm quan trọng nhất đời người, đó chính là kiểm tra chức nghiệp. Tương lai một lần nữa làm người thường hay là trở thành anh hùng nhân loại chống lại ma triều, toàn bộ sẽ quyết định sau màn biểu diễn trong khảo hạch 30 ngày tới. Trong thời gian 1 tháng phải lợi dụng các phó bản bí cảnh cấp thấp do trường học bố trí để tăng đến cấp 10 trở lên. Lâm Dạ có chút suy tính, kiểm tra chức nghiệp là yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành bằng tổ đội. Là một trong những tiêu chí quan trọng của điểm đánh giá, chính là độ ăn ý của tổ đội. Nhưng đối tượng hợp tác của mình đã quyết định xong rồi. Thanh niên quay sang nhìn Tô Mộc mà thở dài, ai ra, nhìn cái tiểu nha đầu này cứ suốt ngày giả bộ hình tượng cao lãnh, thực ra mới là người đáng lo ngại nhất. Con người vụng về và rất chân thành dễ bị lừa và dễ không chịu nổi mà bộc lộ bản chất thật của mình. Ngay cả khi cậu ấy đã thức tỉnh được một thiên phú rất mạnh mẽ, mình vẫn phải nhất định bảo vệ cậu ấy khỏi sự tổn hại. Suy cho cùng đây cũng là lời hứa của mình với cô và chú, mình sẽ không để cho bi kịch ngày ấy tiếp diễn một lần nữa. Suy nghĩ xong xuôi, thanh niên quay sang rủ Tô Mộc hôm nay không về nhà ăn tối nữa mà ra ngoài đánh phó bản. Nơi cả hai lựa chọn chính là bí cảnh hang động thạch quật, level từ 3 đến 6 và có thể chọn độ khó. Để đi vào đây yêu cầu tổ đội khoảng 5 đến 10 người. Bên trong có vô số con bọ cạp độc sống trong hang nên phải cẩn thận. Tuy đòn tấn công của chúng không gây tử vong nhưng chất độc có trong đuôi của chúng rất phiền phức. Có hai cấp độ của phó bản, cấp độ thường sẽ phải dốc hết toàn lực để tiêu diệt vua bọ cạp độc. Cấp độ khó sẽ phải dùng hết sức lực của mình để tiêu diệt vua bọ cạp độc và cẩn thận để không bị chúng độc. Nếu vua bọ cạp độc không bị tiêu diệt trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Khiêu chiến phó bản có thể lựa chọn độ khó của phó bản sẽ tăng dần theo cấp độ của phó bản. Độ khó càng cao, thuộc tính quái vật và các yêu cầu qua ải sẽ càng khó khăn hơn, cần nhiều người hơn và phần thưởng đương nhiên sẽ hào phóng hơn. Các phó bản tân thủ thường chỉ có 3 cấp độ là thường, khó và ác mộng. Hang động thạch quật, phó bản này thời gian đầu sẽ chỉ có 2 cấp là thường và khó. Lâm Dạ đã có quyết định, Tô Mộc cảm thấy hơi sợ và rén. Mặc dù là phó bản tân thủ nhưng cậu tính để mỗi chúng ta khiêu chiến tổ đội cấp khó, lại còn muốn có được điểm đánh giá cấp SSS nữa hả? Lâm Dạ vẫn khẳng định rằng cứ tin vào cậu. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Tô Mộc không tự tin vào bản thân, không phải mình không tin cậu, chỉ là mình thấy để không gây sát thương đối với mình có hơi khó, sẽ lại làm vướng chân cậu mất. Lâm Dạ thản nhiên tiết lộ, phó bản này có một cách để gian lận. Gian lận? Ý cậu là nói, kệ quái rồi qua ải hả? Ừm, quái vật và địa hình trong phó bản này là cố định. Mình đã tìm thấy tư liệu của một vị tiền bối để lại, tổng hợp lại một chút xây lại bố cục của phó bản. Căn cứ theo tính toán, tránh quái là có khả năng. Tô Mộc bất ngờ, dưng dưng nghĩ bụng, lợi hại thật đấy. Giống như kiểu toàn bộ cảnh tượng được tái hiện lại trong đầu cậu ấy vậy. Thực ra, mình luôn biết Lâm Dạ đang che giấu thực lực của mình. Từ sớm cậu ấy đã nghiên cứu đủ loại phó bản và quái vật, vận dụng các loại số liệu. Mỗi lần thi lý thuyết đều đạt điểm tối đa. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy là người đi ức hiếp kẻ ngốc,
nhưng mình luôn tin rằng cậu ấy nhất định sẽ trở thành anh hùng giải cứu trái đất. Cả hai bắt đầu xuất phát vào trong phó bản thạch quật. Trong này rất nhiều băng đá và thực sự rất đẹp. Cơ mà trông vậy nhưng không phải vậy, Lâm Dạ nhắc nhở, so với phó bản trước thì phó bản này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đột nhiên, hệ thống thông báo do tổ đội người chơi không đủ, cưỡng chế ghép với đội người chơi khác. Điều này là ngoài dự tính, phó bản không ngờ lại có thể cưỡng ép ghép đội với người chơi khác. Lâm Dạ thiết nghĩ, thế này thì chúng ta không chỉ phải đối diện với quái vật đâu còn phải cạnh tranh nữa. Chú ý một chút nhé, Tô Mộc. Lúc triệu tập tổ đội thì một tiếng ùn nổ ra. Tóc tím bị tấn công, phụt máu miệng, không ngờ chỉ cần một con tiểu quái cũng có thể quét sạch toàn bộ tổ đội chúng ta. Mức độ nguy hiểm của phó bản lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Phía trước đang có rất nhiều con bọ cạp độc cấp 3, kỹ năng kịch độc, ngấu nghiến, hóa cứng. Chúng là quái vật bọ cạp có đuôi độc sẽ khiến người bị đâm chúng rơi vào trạng thái tê liệt, khó cử động được. Nếu chúng độc nhiều lần sẽ bị tê liệt cả tim. Đúng lúc thấy Lâm Dạ đi tới thì hắn hét lên, "Này Lâm Dạ, còn không mau tới hỗ trợ đánh quái. Ngươi quên quy định hỗ trợ của học viện rồi sao?" Lâm Dạ đúng kiểu kệ con miệng mày, lạnh nhạt đáp, "Tự cầu đa phúc." Thế rồi cậu dắt tay Tô Mộc rời đi, mấy tên kia chỉ còn biết chửi thề. Cậu dẫn đi dặn lại Tô Mộc, cậu nhớ kỹ đấy, bọ cạp nơi này đều cực kỳ sợ nước. Tất cả lại đều là quái cận chiến, không có bất kỳ phương thức công kích tầm xa nào. Cứ đi theo mình, nghe theo lệnh của mình đảm bảo cậu sẽ không bị chúng độc. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, bọn chúng cũng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Phía trước mặt đang là con bọ cạp siêu to khổng lồ. Nó vừa thấy kẻ xâm nhập đã ra sức vùng vẫy. Lâm Dạ kích hoạt thuật lượng đoạt, dứt điểm đã khiến nó gần hết máu. Tô Mộc chỉ biết đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O, đây là thiên phú của cậu sao? Vậy thì điểm đánh giá cấp SSS có phải là xịt? Hiện giờ bỏ qua chuyện đó, để trốn học thành công chính là thông qua con đường đặc biệt tránh hết tai mắt của quái tới nơi park của phó bản. Điểm yếu là trong bản đồ nơi ma vật sợ nước tụ tập sinh sống có một vũng nước, dòng suối này không gây nguy hại cho cơ thể con người, là nước có thể uống được. Thanh niên ngay sau đó đã nhảy xuống, cậu kêu Tô Mộc nhảy cùng. Nha đầu chăm chú nhìn xuống một hồi rồi cũng làm theo. Sau khi bơi qua dòng nước và lên bờ, Lâm Dạ cầm một tảng đá nhỏ rồi đập xuống đất. Mọi người trong phó bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đám bọ cạp từ to đến nhỏ cứ thế đi theo một phía và tiến đến chỗ Lâm Dạ. Con cầm đầu chính là vua bọ cạp độc, level 6. Nó là kẻ ẩn náu có kích thước khổng lồ, hoa văn sặc sỡ tượng trưng cho chất độc cực kỳ đáng sợ. Nếu chúng phải nọc độc của nó thì chỉ có hẹo. Lâm Dạ đang rất trông chờ, gạ gẫm để nó tiến gần mình hơn. Có vẻ chúng sợ nước đến mức không dám di chuyển. Lâm Dạ đắc ý, các ngươi không dám lên, vậy thì tiếp tới đều là lực của bọn ta rồi. Kích hoạt tai ếch giáng lâm, tiêu diệt bọ cạp độc, nhận được 2000 điểm kinh nghiệm. Tên tóc tím và đồng đội sau khi chứng kiến rợn mẹ hết tóc gáy, mục sư, có thể gây sát thương phép mạnh như thế này sao? Con bọ cạp độc mà chúng ta gặp phải đã phải dùng hết sức của cả tổ đội khó khăn lắm mới đánh bại nó, mà giờ lại giống như một con cừu non đang chờ bị hắn làm thịt trên tay. Chúng ta đã đụng phải quái vật phương nào rồi vậy? Dù không muốn tin vẫn phải tin. Người ghi kỷ lục đánh giá SSS đó chính là Lâm Dạ. Tô Mộc đứng đó hỗ trợ, kích hoạt thiên phú phòng sinh chi lệ, tiếp đó là thuật ngưng băng. Sức mạnh dồn dập tấn công và đã có kết quả. Hệ thống thông báo đã tiêu diệt bọ cạp độc, nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Tất cả bọ cạp độc đều đã bị tiêu diệt. Học sinh Tô Mộc đã tăng lên level 4, nhận được một điểm thuộc tính tự do. Bản thân nha đầu cũng không nghĩ rằng mình lên cấp nhanh như thế. Mọi chuyện chưa dừng ở đây, tiếp theo cả hai sẽ cần phải đối mặt với vua bọ cạp độc. Quả nhiên, nó có đủ khả năng để chống nước. Tô Mộc kích hoạt thuật ngưng băng, gây 10 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc. Cứ tiếp tục công kích như vậy nhưng mỗi lần công kích lại chỉ có 10 điểm. Sức phòng thủ của vua bọ cạp độc mạnh đến thế sao? Làm sao bây giờ, nếu chúng ta sai lầm dù chỉ một lần, e rằng sẽ bay màu mất. Lâm Dạ cố trấn an, yên tâm, điểm yếu của nó nằm ở trung tâm phần bụng của giai đoạn HP thứ 2. Chúng ta hoàn toàn có thể. Vừa dứt câu, cậu đã lao lên. Tô Mộc hiện giờ cần phải tiếp tục tạo chỗ đứng chân mới. Kích hoạt thuật lượng đoạt, Lâm Dạ thành công gây 150 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc. Lượng máu mất quá ít, nó quả thực rất cứng. Vua bọ cạp mắt đỏ hoe và rơi vào trạng thái cuồng nộ. Lâm Dạ nhận ra chính là vào lúc này, yêu cầu Tô Mộc kích hoạt thuật ngưng băng. Vua bọ cạp độc chỉ có vào lúc sử dụng chiêu này mới nhấc người lên để lộ ra điểm yếu ở phần bụng. Nhân cơ hội này tiếp tục kích hoạt thuật lượng đoạt, bạo kích điểm yếu và gây 1000 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc. Tô Mộc vẫn chưa hết sốc bởi sự lợi hại này. Hệ thống thông báo đã tiêu diệt vua bọ cạp độc, nhận được 3000 điểm kinh nghiệm. Hoàn thành phó bản hang động thạch quật, bắt đầu tổng kết phần thưởng. Hoàn thành toàn bộ yếu tố ẩn, tiêu diệt bá chủ của bí cảnh vua bọ cạp độc, tiêu diệt hết bọ cạp độc mà không bị trúng độc. Điểm đánh giá cấp SSS, nhận được một dương báu vàng, thuộc tính tự do tăng 5 điểm. Cứ thế, Lâm Dạ thành công tăng cấp lên level 6. Mấy tên kia sau khi theo dõi xong thì phục hoàn toàn, từ trạng thái coi thường trở thành trạng thái bị thuần phục. Tóc tím và hai tên còn lại quỳ xuống khóc nức nở, đại lão Lâm Dạ, cầu Dạ đại thần mang theo, tôi nguyện ý phục vụ bất cứ đâu. Ngài không phải là một kẻ tiểu nhân chứ? Nhân lúc ít người, tôi là chó của Dạ đại nhân. Lâm Dạ cảnh cáo bọn họ, chuyện hôm nay mấy người đều phải giữ kín miệng, không nói ra ngoài, không thì hậu quả tự chịu trách nhiệm đấy. Trong không gian dịch chuyển, Lâm Dạ quyết định sẽ mở phần thưởng ở đây để không ai nhìn thấy. Vừa mở dương báu, cậu đã nhận được kỹ năng trưởng thành đọc phao, một chức nghiệp yêu cầu pháp sư.
nhận được trang bị cấp vàng giày tật phong, trang bị cấp bạc đại kiếm thợ săn, trang bị cấp bạc nhẫn ngọc bích, nhận được điểm thuộc tính tự do 5. Tô Mộc giờ mới hiểu tại sao chỉ số của Lâm Dạ cao thế. Trang bị giày tật phong level 1 giúp tăng nhanh nhẹn lên 10 điểm, tăng tốc độ di chuyển lên 30% và có hiệu ứng bị động quỷ bộ. Quỷ bộ hỗ trợ tăng hiệu quả né tránh. Nhẫn ngọc bích level 1 giúp giảm 10% thời gian hồi chiêu cho mọi kỹ năng, không thể kết hợp với hiệu ứng hồi chiêu của các trang bị khác. Tô Mộc vẫn chưa hết sốc, chúa ơi, đồ rơi ra từ dương báu cấp vàng phong phú tới vậy sao? Hai món cấp vàng này hiện tại đúng là cực phẩm, nhưng bảo bối tốt nhất chính là chiếc nhẫn cấp bạc. Nhẫn ngọc bích này mặc dù là cấp bạc nhưng lại có thể giảm hồi chiêu kỹ năng. Quả thực là tồn tại sánh ngang với điểm thuộc tính tự do. Nếu đem đấu giá, thậm chí có thể đấu giá được 100.000 đồng liên minh. Sách kỹ năng đọc phao cho pháp sư dùng nên cậu đã đưa nó cho Tô Mộc. Sau khi cầm sách, Tô Mộc có chút ngượng ngùng, sách kỹ năng cấp vàng thuộc tính độc, nhưng mình trước đây đã là hệ băng rồi. Sau khi chọn thuộc tính kỹ năng, pháp sư chỉ có thể học kỹ năng băng hệ thôi, không thể tương thích với kỹ năng thuộc tính khác. Vừa nói dứt câu, toàn thân nha đầu đã thay đổi và rực lửa. Kích phát thiên phú ẩn đại sư ngũ hành, tiến độ thiên phú 2/5. Tô Mộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, thiên phú ngũ hành đại sư. Đây là sao? Chưa từng nghe nói qua, đạt được kỹ năng mới còn có thể kích hoạt thiên phú ẩn. Lâm Dạ cười mỉm, thú vị đấy, có vẻ như cậu sẽ cần có nhiều sách kỹ năng hơn. Nếu cậu thu thập đủ các kỹ năng có thuộc tính khác nhau càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ. Mình nghĩ đây là lợi thế khác so với những pháp sư khác của cậu, nó sẽ là con át chủ bài đấy. Nghe xong, Tô Mộc đã tỏ ra rất phấn khích. Giờ cũng là lúc đi ra ngoài rồi, Tô Mộc tò mò về cách Lâm Dạ phân bố 5 điểm thuộc tính tự do nhưng thanh niên cho rằng đó là con đường riêng của cậu, nó không phù hợp với Tô Mộc. Vừa ra ngoài, một số người đã xì xào bàn tán, chúa ơi, tân thủ thật sự có thể dọn sạch phó bản ở ngoài sao, đáng sợ thật đấy, tôi sợ bọ cạp này lắm. Vừa nhìn thấy Tô Mộc, mắt bọn họ đã rực cháy hình trái tim. Cơ mà ngay sau đó, sự chú ý đã va vào Lâm Dạ, mọi người có thấy người đứng cạnh nữ thần không? Lâm Dạ đó bình thường tướng mạo xấu xí nhưng gần đây có chút tin tức nói, điểm đánh giá cấp SSS duy nhất kia là hắn một mình làm đấy. Thật hả? Không thể nào. Sao lại không? Hắn bán con dao găm với giá 100.000 đồng liên minh đấy, các người không biết sao. Đang yên đang lành, có một con siêu xe màu vàng từ đâu lao tới. Lão Triệu, ta từ xa đã nhìn thấy em gái mà ngươi nói kia đích thực là cực phẩm. Nó còn hấp dẫn hơn cả phó bản bên ngoài này đấy. Vừa nhìn thấy họ, Tô Mộc đã hốt hoảng, cô thấy tên kia rất phiền. Trong đầu cô, hắn là một tên dựa vào gia thế hào thủ cướp đoạt, xâm chiếm thuê thiên tài để công được các loại phó bản. Sở thích hàng ngày là chơi đùa với những nữ sinh nhà nghèo, thực sự rất kinh tởm. Thấy Tô Mộc hốt hoảng chạy đi, hắn tiến đến tỏ ra lãng tử, bạn học, đợi một chút nào. Người đẹp, có cơ hội làm quen một chút không? Tôi tên là Hoàng Thiếu Phong. Hắn chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà Hoàng. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiếu Phong, mấy thanh niên đang mê mẩn Tô Mộc tỏ ra lép vế. Hắn lấy làm oai phong lẫm liệt, quả nhiên dù đi tới chỗ nào, bổn thiếu gia đều là trung tâm bàn tán. Tô Mộc đành lôi Lâm Dạ ra làm lá chắn, tôi không muốn làm quen, tôi có bạn trai rồi. Hắn nhìn Lâm Dạ với ánh mắt tối sầm lại, trong khi thanh niên thì đang sững đờ. Hoàng Thiếu Phong tỏ ra khó chịu khi thấy Lâm Dạ toàn thân mặc toàn hàng vỉa hè, đúng là hoa nhảy cắm bãi xiết châu. Ngay tại khoảnh khắc Hoàng Thiếu Phong định động thủ thì đã bị kỹ năng của Lâm Dạ phản vệ lại. Hắn tưởng Lâm Dạ vừa đánh hắn nên càng sồn sồn lên. Cứ thế, tên này kích hoạt kỹ năng chiến sĩ xung phong của mình, tung chưởng với Lâm Dạ. Thuật lượng đoạt đảo ngược đã khiến cho hắn gậy ông đập lưng ông, đánh Lâm Dạ bao nhiêu thì tự hắn phải chịu ngần ấy sát thương. Hoàng Thiếu Phong gục ngã, chửi Lâm Dạ đã dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nhìn hắn như con cún ngáo như vậy, Lâm Dạ dùng ánh mắt ngây thơ vô tội mà đáp, "À, ta không có động thủ đó nha, mọi người đều thấy mà. Huống chi chức nghiệp của tôi là mục sư đó." Mọi người cùng lúc đó cũng nháo nhào lên không hiểu Hoàng Thiếu đang bị làm sao. Tô Mộc dù ngỡ ra đây là thiên phú của Lâm Dạ nhưng vẫn bênh chằm chặp, cậu ấy đúng là mục sư mà, không có kỹ năng gây sát thương. Hoàng Thiếu quá cay cú nên lại giật nảy lên, sồn sồn lao về phía Lâm Dạ, nhưng rồi lại một lần nữa tự mình ngã bầm dập chịu đau đớn. Lâm Dạ mặt tỉnh bơ, đứng im hai tay đút túi quần, mình chỉ là thử nghiệm một chút hiệu quả chuyển ngược của thuật trị liệu đối với chức nghiệp giả thôi mà. Xem ra thuật lực đoạt ngoại trừ thương tổn còn có thể mang lại hiệu quả tiêu cực cho chức nghiệp giả. Tên kia có chút yếu nhỉ, mình còn chưa dùng đến một nửa sức lực nữa. Hắn gào mồm lên, có gan thì thả ta ra, có dám dùng kỹ năng của chức nghiệp giả đánh một trận hay không hả? Bây giờ hối hận, quỳ xuống xin lỗi bố mày ngay còn kịp. Thanh niên đeo kính tóc đỏ đằng sau hét lên ngăn cản, lấy lý do các chức nghiệp giả không thể dùng kỹ năng thức tỉnh đánh nhau nhưng thực sự hắn vẫn đang rất tò mò. Một tên mục sư có thể ngay lập tức trọng thương Hoàng Thiếu Phong, người có lớp da sắt thịt, một thân đầy cực phẩm trang bị, tên nhóc là sao vậy? Lâm Dạ quyết định giao bán công lực cách vượt ải hang động thạch quật cấp SSS với giá 5.000 liên minh tệ trên diễn đàn chức nghiệp giả. Cậu cho rằng chẳng ai ngu mà từ chối nếu có thêm được điểm thuộc tính tự do. Địa hình hang động thạch quật cực kỳ tốt, điều kiện cấp SSS còn hạn chế hợp tác tổ đội, căn bản không phải ai cũng có thể làm được. Một số thanh niên đang hí hoáy trong hang vừa thấy vậy đã lấy làm tò mò, quyết tâm mua một lần thử xem sao. Cứ thế Lâm Dạ liên tục nhận được 5.000 liên minh tệ, rồi lại thêm 5.000 liên minh tệ nữa. 3 phút sau đã có người thành công lên cấp SSS và qua ải. Ngay lập tức thông tin này được truyền bá trên diễn đàn, tôi thử nghiệm thành công rồi nha. Đại lão VIP Pro luôn, mặc dù phải mất 2 phút nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử,
nếu chú ý thời gian thì có thể đi nhanh hơn. Nhờ vậy mà mọi người nháo nhào đua nhau chi tiền cho điểm thuộc tính tự do, Lâm Dạ cũng ngày một giàu thêm. Rất nhiều người nhờ vậy đã qua ISSS. Họ quyết tâm phải tìm bằng được ra người đăng bài này, thậm chí còn muốn bái làm sư. Các người mau đến xem bài đăng này, đi theo lâu chủ đại thần là sẽ có thêm điểm thuộc tính tự do. Tô Mộc chỉ có ngồi nhà và chốt đơn cũng đã sáng hết mắt, sợ thật đấy, lại có 100 đơn nữa cơ à. Cứ thế mà có 500.000 liên minh tệ rồi. Hệ thống đưa tin, chấn động. Hang động thạch quật cấp khó được công lực trong 1 phút 30 giây. Một nhóm người khác cũng đang tìm và điều tra bằng được người đã đăng tin. Trớ trêu là bài đăng này trước khi đăng lên đã có thủ đoạn hack để giấu thông tin bản thân đi, nhưng đại khái có thể tra ra IP là học ở học viện chức nghiệp giả Giang Thành. Bọn họ cũng nghe được rằng học viện năm nay cũng có chút chuyện khá thú vị. Ở khía cạnh khác, Lâm Dạ vẫn đang ngập mùi tiền. Có một vị đại ca rất hứng thú với đại kiếm của cậu nên vội chốt đơn luôn. Thanh niên nhất quyết một xu cũng không giảm, hẹn gặp vị đại ca kia ở trước cổng phó bản của trường. Tô Mộc hào hứng hơn bao giờ hết, Lâm Dạ cậu giàu rồi. Tính cả đại kiếm thì cậu đã kiếm được gần 700.000. Thanh niên cũng không lấy làm bất ngờ vì đều nằm trong dự tính của cậu, giá cả hợp lý mà nội dung có giá trị cao, mọi người cũng chủ động giúp mình quảng cáo. Tuy nhiên chúng ta cần thêm nhiều phó bản hơn nữa. Vũ khí tốt nghiệp cấp bạc là trang bị rất tốt vào giai đoạn đầu nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi. Ngay cả khi có trang bị đỉnh của chóp mà thiếu đi ý thức chiến đấu thì chỉ có hại người trong lúc thí luyện mà thôi. Lâm Dạ, thời gian trước khi kiểm tra quý giá như vậy cậu lại luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sao lại muốn phí thời gian đi điều chỉnh công lực để cố gắng kiếm tiền thế? Lâm Dạ có chút sững lại rồi mỉm cười, cậu thực chất muốn dùng số tiền này để bảo vệ người mà cậu coi trọng nhất. Vì suy cho cùng những năm gần đây bọn họ đã luôn bảo vệ cậu. Lâm Dạ kiếp trước không cha không mẹ, chưa từng hiểu được hơi ấm tình thân, thậm chí một ngày chỉ có vùi đầu vào game liên tục 18 tiếng đồng hồ. Tới được thế giới này chính là vận may của cậu, bởi vì cậu có được một bố mẹ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu. 10 năm trước khi ma triều kết thúc, những người thân ghê tởm của cậu coi cậu như một miếng mồi ngon và ước rằng cậu sẽ hẹo trong ma triều đó giống như cha mẹ của cậu. Chỉ như thế bọn họ mới có thể lấy được tài sản cha mẹ cậu để lại. Nhưng lúc đó chú và dì đã đứng lên đưa cậu về nhà, coi cậu như con ruột. Để cậu từ từ tin tưởng họ, bọn họ đã giúp cậu cướp lại số di sản bố mẹ để lại, không để cho cậu có ý đồ báo thù nào, tận tâm tận lực chăm sóc cậu. Những người được gọi là người thân đó cũng đã bị đưa ra tòa và nhận hình phạt xứng đáng. Nếu như không có bọn họ, cậu không thể vững tâm mà bình thường đi học, Lâm Dạ không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu bất bình. Thế nên nói trắng ra, việc cậu muốn làm giàu và kiếm tiền hiện tại là để báo đáp. Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ, dùng sức mình để bảo vệ ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, quyết tâm không lặp lại lỗi lầm trong quá khứ. Đang đứng đợi ở cổng trường thì một cô bé nhỏ nhắn đi tới bắt chuyện. Cô bé này tên là Bạch Chỉ, xin hỏi, anh là đại lão bán đại kiếm thợ săn đúng không ạ? Lâm Dạ mặt đầy dấu hỏi chấm, em là học sinh trong trường sao? Chẳng nhẽ là anh trai cơ bắp, tôi không chấp nhận giao dịch trung gian đâu. Bạch Chỉ vội vàng giải thích, không phải đâu ạ, em là chính chủ. Ngại quá, thật ra vừa rồi điện thoại cũng hết pin. Đại lão à, em là chính chủ thật mà. Thanh niên vốn dĩ đã tưởng mình đang nhắn tin với một anh trai cơ bắp nào đó, thân thể này mà lại đi chơi đại kiếm sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này trời sinh có quái lực, lại còn cộng hết điểm vào sức mạnh nữa? Thanh niên không nghi ngờ gì nữa, vậy giờ em xác nhận lại đồ đi, thuộc tính của đại kiếm thợ săn đây. Xem cho kỹ, đã bán rồi thì không hoàn trả đâu. Sau khi nhận được đại kiếm và test thử, Bạch Chỉ khẳng định sức mạnh này chắc chắn là đại huynh đệ, không thể sai được. Đại lão à, thanh kiếm này thật sự chỉ có 80.000 thôi sao? Là trang bị tốt nghiệp cấp bạc đó, tới giờ cũng coi như là một thanh kiếm tốt nhất của khóa chúng ta đấy. Em cũng ra ngoài thị trường hỏi rồi, đại kiếm thợ săn phải hơn 200.000 cơ. Lâm Dạ bất lực, thầy cô giáo của mấy em không dạy các em về giá bình thường trên thị trường sao? Hi hi, em từ bé đã học rốt toán rồi, em cũng không có khái niệm gì về tiền. Có vẻ cô bé này là rich kid không chừng, cơ mà thanh niên cũng không quên nhắc nhở, lần sau mua đồ gì thì nhớ hỏi giá cho kỹ đừng để bị lừa. Sau khi thanh toán chuyển khoản xong, Bạch Chỉ vẫn không thể tin được mình vừa mua được thanh kiếm rẻ như thế. Sau khi nhận được 80.000 tệ, số dư của Lâm Dạ đã vượt quá 1 triệu tệ, cậu đã trở thành người sử dụng thẻ vàng và tận hưởng những lợi ích của thẻ vàng. Vừa quay đầu chưa kịp rời đi, Bạch Chỉ đã làm một điều đặc biệt. Đột nhiên Lâm Dạ nhận được thông báo, bạn đã được sử dụng một sức mạnh vô danh và nhận được búp đặc biệt, sự chú ý của nữ thần may mắn. Thanh niên vẫn chưa hiểu chuyện gì và tỏ ra khá bất ngờ, đây là thiên phú của em sao? Đúng ạ, đây là thiên phú của em, nó còn có thể thăng cấp nữa. Thế nên em có thể gia nhập đội ngũ của lão đại không? Vừa nhìn cô gái này, Lâm Dạ đã đánh giá, bản thân có thiên phú thức tỉnh búp vận may, nó đôi khi còn hiếm có hơn cả thiên phú truyền thuyết. Nhìn cô ấy có vẻ như không phải đang nói dối, dường như thật sự là một thiên phú có thể tăng may mắn. Về ý nghĩa chiến lược có thể nói là vô địch, hiệu quả của thiên phú này sẽ không hạn chế phẩm chất của dương khi qua ải. Cho dù là người có thiên phú kém, dưới sự gia tăng của búp cũng có thể mở ra một dương cấp thần thoại. Bạch Chỉ thậm chí chưa từng tiết lộ thiên phú này với ai. Mặc dù VIP Pro là vậy nhưng vẫn có hạn chế, thiên phú này cùng lắm thì mỗi tuần chỉ dùng được 3 lần, mà mỗi lần chỉ có thể cho lên một người. Lâm Dạ vẫn nghiêm túc nhắc nhở, đừng để người khác biết đấy, không thì cậu cũng không thể tránh bị rơi vào cảnh bị lợi dụng đâu, suy cho cùng thì lòng người hiểm ác mà. Bạch Chỉ tin sái cổ, đáng sợ thế sao? Dạ vâng ạ, may mà chưa nói với ai. Lâm Dạ tiếp tục tỏ ra nguy hiểm,
nói rằng bút của Bạch Chỉ là một nguồn tài nguyên vô cùng quý hiếm. Một khi tin tức bị dò dỉ sẽ gây ra sự phẫn nộ giữa các chức nghiệp giả. Để được hưởng năng lực của cô, bọn họ thậm chí có thể cầm tù, cướp đoạt tự do và tương lai. Bạch Chỉ ngây thơ hỏi lại, nhưng không phải Liên minh chức nghiệp giả là nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến sao? Liên minh chức nghiệp giả là một tổ chức lành tính quy mô lớn dẫn dắt nhân loại chiến đấu chống lại ma triều và trải rộng khắp thế giới. Nhưng trong đó có rất nhiều phe phái, quan hệ rắc rối phức tạp, tranh đấu gay gắt và chuyện ám sát cũng liên tục xảy ra. Thanh niên thẳng thừng mở lời mời Bạch Chỉ gia nhập đội ngũ của cậu, cam đoan sẽ lo cho cô tới cùng. Nha đầu sau đó đã tỏ ra rất phấn khích, Lâm Dạ thành công lùa gà một bé loli vào đội. Bạch Chỉ từ trước đến nay luôn luôn tự ti vì người khác không tin cô có thể đứng đầu được nên không muốn lập tổ đội với cô. Lâm Dạ đến thời điểm này vẫn không thể tin được, người thì nhỏ con mà lại chơi hệ đại kiếm. Một lát sau, Lâm Dạ đưa Bạch Chỉ tới gặp Tô Mộc làm quen. Tô Mộc vừa thấy đã tỏ ra rất ngạc nhiên, đây là đại ca cơ bắp đấy hả? Đồng đội mà cậu mới tìm thấy sao? Sau khi biết chị gái đứng trước mặt mình chính là Tô Mộc, nữ thần vạn người mê, thì Bạch Chỉ tỏ ra rất sung sướng. Cơ mà bất chợt trong khoảnh khắc, Tô Mộc tỏ ra nghi vấn rồi lườm Lâm Dạ một cái, em đáng yêu thế này không phải là cái tên. Lâm Dạ thấy thế mà nảy sinh suy nghĩ tồi tệ gì không đấy. Để xóa tan bầu không khí nghi hoặc này, thanh niên quyết định mời mọi người đi ăn tối và sau đó sẽ đi tới phó bản tiếp theo. Hai cô gái tỏ ra rất bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị gì. Hả? Phó bản nào? Nơi tiếp theo dự tính sẽ đến chính là địa thành Goblin cấp ác mộng. Lâm Dạ đã có dự tính riêng vì cả ba đều có thể lấy được điểm thuộc tính tự do. Cậu sẽ đi trước tiên, một mình vào phó bản, sau đó lại làm tốt công lực cho mọi người. Cấp ác mộng có độ khó cao nhất trong các bí cảnh tân thủ hoang dã. Phần thưởng cũng phong phú nhất, dương báu rơi ra chắc chắn là vàng trở lên. Đồng thời, thuộc tính ma vật bên trong cũng được tăng cường cực lớn. Kể cả có là một tổ đội tiến vào thì các chức nghiệp giả tân thủ không để ý liền có thể mất mạng trong phó bản. Có thể nói là độ khó muốn tiền nhưng không muốn mạng. Sau khi nghe xong, Tô Mộc lập tức phản đối quyết định của Lâm Dạ. Không được, cậu muốn đi về đất mẹ luôn hả? Cứ coi như cậu rất mạnh đi chăng nữa, giờ cũng không thể mạo hiểm khiêu chiến một mình ở phó bản cấp ác mộng. Thanh niên cố trấn tĩnh, không sao đâu, cậu không tin năng lực của mình sao? Tất nhiên là tin nhưng vẫn không được. Phó bản Goblin cấp ác mộng ngay cả một số ít chức nghiệp giả cao cấp cũng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù là phó bản cấp 10 trở xuống nhưng rất nhiều chức nghiệp giả trên cấp 10 đều bị trọng thương. Đã rất lâu rồi không có người mới nào dám khiêu chiến. Thấy hai người chí chóe nói nhau, Bạch Chỉ rén ngang xin ra tay rút lui trước. Lâm Dạ đại thần, em đột nhiên nhớ tới em còn có chút chuyện, em xin đi trước, hai người cứ nói chuyện từ từ nhé. Chưa đâu vào đâu đã phải đi dỗ gái, đừng nóng vội mà, tôi biết cậu lo lắng cho tôi, phó bản trước cũng thế. Giờ về nhà ăn trước nhé Mộc Mộc. Nha đầu thấy vậy tạm thời cho qua, vậy được rồi, nếu không mình sẽ tố cáo với bố mẹ. Bản thân Lâm Dạ cũng không nghĩ Tô Mộc lại phản ứng mạnh như thế. Tầm này chỉ có thể lừa cô ấy trước, tối lại nhân cơ hội một mình đi dọn vậy. Cơ mà Tô Mộc lại là người hiểu Lâm Dạ hơn ai hết, thanh niên này vốn dĩ sẽ không dễ dàng nghe lời ai thế. Trên mạng bọn họ đang rầm rộ đưa tin về một người mạnh nhất mới xuất hiện. Kỳ này năm nay trong số người mới thực hiện kiểm tra, không hề là lời đồn, thực sự đã có một thiên tài một mình dọn hết bí cảnh. Một mâm cơm thịnh soạn đang chờ sẵn, hai đứa hai ngày nay vất vả rồi, ăn thêm chút đi. Chú ý sức khỏe, người đàn ông hỏi han Lâm Dạ, con cảm giác thí luyện thế nào? Thuận lợi chứ? Tất cả mọi thứ đều thuận lợi ạ. Ha ha, con từ nhỏ đã có cái tính muốn trở nên mạnh hơn rồi. Chúng ta đều biết nếu con đã đưa ra quyết định thì 10 con ngựa cũng không thể kéo nổi con lại. Tuy nhiên đừng lạm dụng bất cứ điều gì, suy cho cùng mọi thứ đều dễ dàng đổ vỡ. Thấy chú mình đột nhiên tỏ ra lo lắng rồi dặn dò như thế, thanh niên đã cười thật tươi rồi hỏi ngược, "Chú à, có phải vài người đã mách lẻo gì với chú không?" Tô Mộc thấy vậy sồn sồn lên, "Đúng vậy, chính là cái người đang ngồi trước mặt chú này. Bố à, sao bố lại nói thẳng ra thế?" Mẹ của Tô Mộc tỏ ra ân cần, cô chú sẽ không can thiệp gì đến chuyện cháu muốn làm gì. Chỉ là đôi khi hy vọng con cũng có thể giống như Tô Mộc, có một cuộc sống lành mạnh và ổn định là đủ. Lâm Dạ tiện đây cũng muốn khịa xương xương, dạ vâng. Con sẽ học tập theo Tô Mộc trở thành con cá muối yên tĩnh, nhưng con đủ thôi. Tóm lại là cô chú yên tâm ạ, con sẽ không làm những chuyện ngoài phạm vi năng lực của con đâu. Vừa nói xong, bố của Tô Mộc đã rút chiếc thẻ ATM ra rồi đưa cho Lâm Dạ, con hãy nhớ nhà này luôn là hậu thuẫn của con. Thanh niên lập tức từ chối, cậu nói mình đã kiếm đủ tiền rồi. Mẹ của Tô Mộc thấy vậy đã rất giận, con vào kỳ thi sẽ có nhiều chỗ phải tiêu, không nhận là cô giận đấy. Cậu cầm lấy chiếc thẻ ATM và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tự ngầm nhắn nhủ với bố mẹ thấy không ạ, may mà có họ đồng hành, một gia đình mới của con, giờ con sống rất tốt. Con càng muốn trân trọng cuộc sống khó mà có được này, vì bọn họ con sẽ phải trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Sau tất cả những gì xảy ra thì chỉ càng làm thanh niên kiên quyết tiến vào phó bản cấp ác mộng. Tại nhà của Hoàng Thiếu Phong, tên này sau khi đụng phải Lâm Dạ đã trở nên tàn tạ đau nhức. Hắn liên tục chửi người đi cùng hắn, lịt mẹ ông nội mày, Triệu Khải Hoàng, mày dám đâm sau lưng tao. Triệu Khải Hoàng giải thích, em lúc đó là cứu anh đấy, thay anh trả một khoản tiền. Không có em thì chắc giờ anh đang nằm trong bệnh viện rồi. Thiếu Phong vẫn sồn sồn lên, đổ lỗi cho người khác, có khối ý, tao cần mày cứu à, mày cũng chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Tao mà đã mặc hết trang bị lên thì có khối mà động được đến người tao. Sở thích bắt nạt của hắn như vậy nên Triệu Khải Hoàng méo muốn nghe thêm mà xéo miệng ra ngoài trước. Thiếu Phong lại tiếp tục điên cuồng đáp cốc nước vào người Khải Hoàng mà trách tiếp,
chính là tại cái thứ hèn hạ nhà mày mà tao mới mất mặt như thế. Anh em cái nồi gì chứ? Cút đi, quá sức chịu đựng. Khải Hoàng quay đầu lại, giọng nghiêm túc gắt gỏng, dừng lại. Anh thật sự nghĩ rằng bản thân là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thị thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Bác Hoàng bảo tôi chăm sóc yêu cầu của anh. Tôi đáng lẽ ra không nên đồng ý. Anh đang bị người ta nện cho tè ra quần, đến nỗi mẹ mình cũng không nhận ra. Mà suýt thì tôi quên mất, Thiếu Phong anh làm gì có mẹ. Đột lại Thiếu Phong xong, Khải Hoàng rời đi trong ngán ngẩm. Hoàng Thiếu Phong, anh căn bản không biết lần này đã chọc phải hạng người gì đâu. Một tân thủ xuất hiện đột ngột có thể khiến anh trọng thương mà không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng chủ động nào. Thậm chí còn có tin đồn rằng cậu ta có thể solo phó bản, mặc dù không có ai xác nhận nhưng gần đây có một nhân vật bí ẩn nổi lên nhanh chóng, thu hút sự chú ý của nhiều thế lực nhờ bán công lực phó bản và những vật phẩm cấp vàng rơi ra, dẫn đến việc các học sinh tự thành lập hội fan. Trong lịch sử xác suất xuất hiện hai tân binh tiêu chuẩn như vậy, xuất thân từ Giang Thành thì tỷ lệ là bao nhiêu? Anh tự động sẽ biết thôi. Hoàng Thiếu Phong ở lại và vẫn mất bình tĩnh. Hắn dùng điện thoại điện loạn xạ lên, mày giúp tao xử lý một tên. Gọi hết anh em của mày đi, cho bọn chúng mặc trang bị và vũ khí. Không đủ thì hỏi tao, tiền tao không có thiếu. Nhớ kỹ là không cần lo vì nếu xảy ra chuyện thì tao sẽ xử lý. Chỉ cần giáo huấn một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thôi. Phải cho nó hiểu rõ ai mới là người nắm quyền thật sự tại Học viện Giang Thành. Ở một khía cạnh khác, Lâm Dạ đang có mặt tại phó bản ngục tối Goblin, tầng thứ nhất rừng rậm sương mù. Thành phố ngầm Goblin này có level 5 đến 8, độ khó cấp ác mộng. Mê cung ngục tối là nơi sinh sống của vô số Goblin, bao gồm 5 tầng. Số lượng và sức mạnh của Goblin tăng lên theo từng tầng. Nếu không thể vượt qua tầng cuối cùng thì phải sớm thoát ra càng nhanh càng tốt. Và nếu không vượt qua được tầng cuối cùng thì sẽ không nhận được bất kỳ vật phẩm nào hết. Lâm Dạ hoàn toàn nhận thức được ngục tối Goblin là một trong những phó bản khó nhất ở giai đoạn này. Thời gian để vượt ải khá dài, yêu cầu thì vô lý, các chức nghiệp giả có thiên phú khá mạnh cũng không dám tự ý tới đây dọn quái lấy trang bị và điểm thuộc tính tự do. Nhưng ở đây có thể mở ra dương cấp vàng trở lên, thêm với búp may mắn thì việc mở dương cấp bạch kim và được tầm 10 đến 15 điểm thuộc tính tự do cũng không thành vấn đề. Lũ binh sĩ Goblin level 5 siêu to khổng lồ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu. Ánh mắt Lâm Dạ sắc lẹm, đã đến lúc bắt đầu rồi. Sau 5 giây thì lối vào sẽ bắt đầu tụ tập nhiều quái vật. Lần này tới chủ yếu vẫn là để kiểm tra phương pháp tụ quái tốc sát mà cậu đã tối ưu hóa. Yêu cầu chấm điểm cấp SSS của ngục tối Goblin, ngoại trừ tiêu diệt con boss bí cảnh thì phải đánh toàn bộ quái vật mà không sử dụng đạo cụ đặc thù. Và hai điểm đặc biệt nhất chính là mỗi tầng không được vượt quá 10 phút. Hơn nữa, phải vượt qua tầng thứ 5 tối tăm, dũng cảm chiến đấu chống lại lũ Goblin hung hãn và tiêu diệt boss ẩn, chính là vua Goblin. Sau đây sẽ là 30 giây để tốc sát binh sĩ Goblin. Tốc độ di chuyển của Lâm Dạ khiến cho bọn chúng sẽ không thể nhìn kỹ mà tấn công. Tiếp theo sẽ là 2 phút 50 giây để đi sâu vào tầng hầm đầu tiên, đối mặt với đội trưởng Goblin. Tổng cộng sẽ là 3 phút 59 giây, cũng không khác nhiều so với dự đoán ban đầu của Lâm Dạ. Ngay tại khoảnh khắc dừng lại, cậu đã kích hoạt khí liệu pháp, tiếp đến là tai ếch hàng lâm. Đã hết 3 phút 59 giây nên phải nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất. Hệ thống thông báo thần khí liệu pháp tăng lên level 2, Lâm Dạ chức nghiệp mục sư level 6. Trong vòng 5 phút đã có thể nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất. Xem ra cách kéo quái về một chỗ của tầng thứ nhất như này cũng không thành vấn đề gì. Ngay cả khi đầu ra không đủ cao vẫn còn 5 phút để tăng điểm đầu ra. Cứ như vậy toàn bộ quái vật tầng 2 của ngục tối Goblin đã bị tiêu diệt, tầng 3 tầng 4 cũng bay màu, hiện giờ Lâm Dạ đang có mặt ở tầng 5. Thanh niên sử dụng thuật dịch chuyển để ngay tức khắc tới cung điện Goblin. Vừa nhìn thấy Lâm Dạ, vua Goblin đã tỏ ra tức giận, "Nhân loại, ngươi dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta?" Vua Goblin level 8, có kỹ năng chấn địa liệt, long thương, bay nhào, cuồng bạo, triệu hồi quân đoàn, Lâm Dạ lấy làm nghi ngờ. Cậu cảm thấy kỳ lạ vì mới tiến vào đã là bí cảnh boss, hơn nữa xung quanh còn không có tiểu quái. Vua Goblin đứng dậy, giơ cao vũ khí kích hoạt chấn địa liệt khiến mặt đất nứt tung. Lãnh chúa của ngục tối Goblin sở hữu sức mạnh phi thường và lực tấn công khủng khiếp. Tốc độ di chuyển của nó hơi chậm nhưng bù lại nó có cơ bắp rắn chắc. Bộ giáp vàng kiên cố và cây giáo vàng có phạm vi tấn công rộng lớn, nhờ vậy nó không cần phải lo lắng về điểm yếu của mình. Lâm Dạ khá bất ngờ khi mới mở đầu đã là kỹ năng AOE chấn địa liệt rồi. Sau khi nó xông tới, cậu xác định tốc độ không đủ nhanh, dứt khoát phải né sang một bên tránh điểm nó nhảy tới. Sau đó nằm úp sấp xuống giảm sát thương nhận vào do luồng sóng khí tạo ra khi nó đáp đất. Thanh niên kích hoạt kỹ năng đảo ngược sát thương của chấn địa liệt, ngay tức khắc hồi 1521 điểm HP. Tiếp tục đảo ngược sát thương sóng khí của chấn địa liệt, hồi HP tăng 479. Vua Goblin trở nên phẫn nộ, nó mất bình tĩnh nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bản thân vẫn công kích nhưng lại bị giảm 200 máu. Lâm Dạ liên tục kích hoạt thuật trị liệu đảo ngược, thuật lược đoạt. Không thể chịu được nữa, vua Goblin bật chế độ công kích mạnh nhất rồi gào lên. Lâm Dạ đứng im giang hai tay đón nhận sức mạnh tấn công vào cơ thể mình. Vua Goblin sử dụng kỹ năng long thương, đảo ngược hiệu quả kỹ năng, HP của bạn được hồi phục 200 điểm, sức tấn công của bạn tạm thời tăng 40 điểm. Vua Goblin sử dụng kỹ năng bay nhào, đảo ngược hiệu ứng kỹ năng, HP của bạn hồi phục 140 điểm, đồng thời giải trừ trạng thái bị hất tung. Đến lúc này nó đã nhận ra kỹ năng của nó hoàn toàn không có tác dụng với Lâm Dạ. Vua Goblin rơi vào trạng thái cuồng bạo, ta đã đoán được nhược điểm của ngươi. Hỡi con dân của ta hãy nghe lệnh ta, hãy xuất hiện và tiêu diệt kẻ thù của ta đi.
Lâm Dạ có chút hoảng hốt, không hổ là boss bí cảnh cấp ác mộng quả nhiên khó đối phó. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc dùng đại chiêu, Lâm Dạ lấy tay bịt miệng. Vua Goblin liên tục gào lên, tấn công trực tiếp vào con kiến này đi, đừng sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, cho nó hẹo thật đau khổ vào. Vì kỹ năng không hiệu quả với ngươi nên hàng trăm đòn tấn công thường, ngươi có thể chịu được không nào? Bọn chúng đua nhau kích hoạt kỹ năng của Ủng Tật Phong, Quỷ Bộ. Lâm Dạ chạy thật nhanh né tránh từng chút một, lũ Goblin cầm cung và đồng loạt phóng tên. Lâm Dạ đã kịp tính toán được tình hình, kích hoạt thần khí liệu pháp, HP cứ thế tăng liên tục, mọi vết thương đều lành lại nhanh chóng. Vua Goblin rơi vào tình thế ngáo ngơ, sao lại thế? Không oánh hẹo được hắn sao? Khốn kiếp, nhân loại xúc sinh. Ánh mắt của Lâm Dạ bất chợt sắc lẹ, nhìn thẳng mặt nó. Vua Goblin tỏ ra khó hiểu, ánh mắt đó của ngươi là sao? Ngay tại thời điểm này, cậu quyết định kích hoạt thuật trị liệu đảo ngược, thuật lược đoạt. HP vua Goblin đang bị hao tổn, trừ 200, Lâm Dạ kích hoạt kỹ năng của Ủng Tật Phong, Quỷ Bộ một lần nữa. Lâm Dạ cứ thế ton tót chạy đi, mặc cho nó đứng đó tức thấy bà, chửi rủa ầm ĩ, lại ôm đầu bỏ chạy, con người xảo quyệt không có tinh thần chiến đấu. Còn không mau dừng lại, cùng ta đường đường chính chính công bằng quyết đấu một trận đi. Lâm Dạ vẫn muốn làm cho nó tức hơn, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên chính diện quyết đấu một trận thì hơn. Vua Goblin đã rất sốc khi thấy Lâm Dạ sử dụng kỹ năng thần khí liệu pháp đảo ngược, tai ếch giáng lâm để tấn công bọn chúng. Không thể nào, đây là sức mạnh của ma thần ta, sao lại xuất hiện trên thân xác thấp hèn của lũ con người các ngươi? Lâm Dạ đứng trên thứ vũ khí lẫy lừng, tuyên bố, ta sẽ kết thúc trận chiến này. Một tiếng gào ầm ĩ, sau đó đã yên ắng ngay tức khắc. Lâm Dạ thành công tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Goblin, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm, nhắc nhở. Số HP của vua Goblin đã giảm mạnh chỉ còn lại 1%, tiến vào trạng thái cận tử, toàn bộ thuộc tính giảm mạnh, dục vọng tấn công cũng giảm đáng kể. Vua Goblin than khóc, mạng ta tận rồi, mạng ta tận thật rồi. Một lần nữa Lâm Dạ kích hoạt thuật trị liệu đảo ngược, thuật lực đoạt dứt điểm cho nó về chầu ông bà. Hệ thống thông báo bạn đã tiêu diệt vua Goblin, nhận được 5000 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng lên level 7. Bạn đã hoàn thành phó bản ngục tối Goblin cấp ác mộng và đã hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn. Điểm đánh giá của bạn là cấp SSS, nhận được hiệu ứng đặc biệt từ sự chú ý của nữ thần may mắn. Dương báu vượt ải sẽ thăng cấp từ dương báu cấp vàng thành dương báu cấp bạch kim. Lâm Dạ tỏ ra rất mãn nguyện, đúng là cá chép hóa rồng, kỹ năng ban phước của bạch chỉ quả nhiên rất mạnh, trực tiếp nâng cấp dương vàng lên cấp bạch kim. Thời gian còn lại vẫn còn khá nhiều, thừa tận 20 tiếng, đủ để Lâm Dạ dọn phó bản thêm một lần nữa. Sau khi mở dương báu, thanh niên nhận được kỹ năng cấp bạch kim thánh quang, nhận được một đạo cụ bình hỏa diễm, nhận được điểm thuộc tính tự do tăng 15. Thêm vào đó là trang bị cấp bạch kim đá lấp lánh, kỹ năng cấp bạch kim những vì tinh tú thần diệu và nhận được trang bị cấp vàng cung bão cát. Sách kỹ năng thánh quang sẽ giúp tiêu hao một lượng pháp lực nhất định, tạo thành sát thương, ma pháp đính kèm hiệu ứng thần thánh đặc biệt, có hiệu quả khắc chế các sinh vật hệ vong linh và hệ ác ma. Bình hỏa diễm khi ném vào kẻ địch sẽ gây 300 điểm sát thương. Đá lấp lánh sẽ giúp tăng toàn bộ thuộc tính lên 20 điểm, có kỹ năng chủ động là lấp lánh, cứ mỗi 5 phút sẽ nạp đầy một lần ma lực, nhiều nhất có thể tích lũy nạp 3 lần, sau khi sử dụng tiêu hao một lần ma lực thì có thể di chuyển tức thời tới hướng chỉ định trong cự ly 10m. Sách kỹ năng những vì tinh tú thần diệu sẽ tiêu hao một lượng ma lực nhất định, triệu hồi những vì tinh tú chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi 20m xung quanh toàn bộ đồng đội, lập tức hồi 300 điểm HP cho đồng đội, đồng thời gắn hiệu ứng miễn thương kéo dài 5 giây, giảm 10% sát thương nhận vào. Cung bão cát khi bắn tên sẽ có tỷ lệ triệu hồi bão cát, tạo thành một lần sát thương ma pháp nguyên tố thổ cho kẻ địch, là vũ khí chuyên biệt cho chức nghiệp hệ cung thủ. Như vậy, Lâm Dạ tổng cộng đã nhận được 2 sách kỹ năng cấp bạch kim và 1 trang bị cấp bạch kim. Thánh quang còn có thuộc tính khắc chế một số loại đặc biệt, nhưng tạm thời sẽ không đề cập tới. Đã lấp lánh lại có kỹ năng dịch chuyển hiếm có cùng với điểm thuộc tính được cộng thêm. Hơn nữa, những vì tinh tú thần diệu không chỉ có hiệu ứng hồi máu trên diện rộng mà còn có thể giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu quả miễn thương. Vậy thì sau khi sử dụng thiên phú nghịch chuyển càn khôn thì sẽ trở thành một kỹ năng sát thương trên diện rộng hơn, khả năng bộc phát sát thương trong nháy mắt mạnh hơn, còn có thể giảm thiểu, thậm chí là hiệu quả miễn thương còn khiến sát thương kẻ địch nhận phải tăng thêm. Cho dù quái vật có da dày thịt thô cỡ nào đều có thể nhanh chóng bị tiêu diệt. Kỹ năng quần thể cấp chiến lược mới đã xuất hiện. Lâm Dạ quyết định học kỹ năng những vì tinh tú thần diệu trước, còn về thánh quang có vẻ không nổi bật lắm. Thanh niên quyết định nếu không bán được thì có thể học sau, dù sao kỹ năng của nó cũng không nhiều. Cậu quyết định sử dụng 15 điểm thuộc tính tự do vừa nhận được để cộng vào trí lực. Hệ thống thông báo bạn đã học được kỹ năng những vì tinh tú thần diệu, đã trang bị đá lấp lánh, toàn bộ điểm thuộc tính tăng thêm 20. Lần cập nhật này sẽ lại là một bước nhảy vọt về chất lượng, bảng thuộc tính của Lâm Dạ tăng lên vun vút. Đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc réo lên từ đằng sau, bị bắt quả tang rồi nha. Thanh niên tỏ ra ngây thơ vô tội, nở một nụ cười tự tin mà hỏi lại, trùng hợp thật đấy, cậu cũng tới phó bản sao? Tô Mộc Sinh chứ không ngu, hoàn toàn biết được thanh niên đang đánh trống lảng và vờ vịt. Cơ mà nha đầu vẫn không quên hỏi han, thế ngục tối Goblin cấp ác mộng, cậu vượt qua rồi sao? Đúng rồi cô nương, ok, mình cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng và cũng muốn thử phó bản này. Hóa ra là vậy, xin mời nương nương qua bên này ạ. Cả hai đang đứng trước cửa phó bản thì một chiếc xe hơi đi đến. Hoàng Thiếu Phong đã lục tung mọi nơi để tìm bằng được Lâm Dạ, cuối cùng cũng bắt được. Thấy chưa, chính là cái tên khốn từ đầu tới chân đều thể hiện cái chữ muốn ăn đấm đấy. Xử lý hắn cho ta. Vừa mới thấy Lâm Dạ, tên lái xe đã tái mét hết mặt.
Hoàng Thiếu Phong thì hắn sợ hãi như vậy thì gào lên, ủa alo, tao đang nói mày đấy. Tên kia ôm đầu hoảng loạn, không được đâu, cái người này quá đáng sợ, tôi không làm nổi đâu ạ. Thiếu Phong đứng dậy tỏ ra tức giận, tao biết ngay cái đám học sinh phế vật các ngươi cũng chẳng nhờ vả được gì đâu mà, may mắn là tao đã chuẩn bị sẵn. Vừa trở về nhà, Lâm Dạ lại ngồi vào máy tính, cậu update một loạt sản phẩm đã thu thập được trong phó bản và giao bán tiếp. Vật phẩm được giao bán bao gồm Thánh Quang, Cung Bão Cát, công lực cấp S ngục tối, Goblin cấp ác mộng. Yêu cầu để mở khóa là 8.000 liên minh tệ. Khoảnh khắc vừa lên diễn đàn, mọi người lại nháo nhào bàn tán, vãi nồi, đại lão lại lên rồi sao? Một mình đánh cấp ác mộng sao, lại còn đảm bảo được cấp A đến S, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Đại lão có thể đem tôi đi theo cùng vào lần sau không? Chưa từng đánh qua cấp ác mộng bao giờ, từ bé rất thèm điểm thuộc tính tự do. Giờ phương thức công lực tụ quái lại một chỗ của ải một cũng phải mất đến 7 phút, mấy người xem thời gian qua ải của lão kìa, là 4 phút rưỡi, thôi không nói nữa tôi đi thử liền đây. Cái kỹ năng điều chỉnh phạm vi thù hận của Goblin này chuẩn xác tới mức nào thế? Lại còn phải tận dụng tối đa thời gian hồi chiêu của kỹ năng để tối đa hóa sát thương, nếu không thể tiêu diệt được quái thì quá uổng phí. Trời ơi, nói là cấp ác mộng chứ vị này mới là ác mộng của đám Goblin đấy. Quá trời những bình luận trầm trồ về khả năng của Lâm Dạ, nhưng cậu vẫn ẩn danh, thứ duy nhất bọn họ biết được chỉ là hai từ đại lão. Đột nhiên có bài đăng công khai, đi kèm với ba tấm ảnh, admin chính là Lâm Dạ, học sinh của học viện chức nghiệp giả, là thí sinh mạnh nhất trong kỳ thi năm nay, được đồn đại là người bán đại kiếm thợ săn và là người duy nhất một mình dọn phó bản với cấp SSS. Sau khi ba tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Lâm Dạ bước vào phó bản được đăng tải, các anh hùng bàn phím như vỡ trận. Tin pha kè hay sao chứ, chỉ có ba tấm ảnh này thì chứng minh được cái gì? Phó bản tân thủ thì thôi, nhưng hang động thạch quật và ngục tối Goblin cấp ác mộng mà nói là để cho một học sinh có thể một mình dọn phó bản sao? Cười chết mất, kiểu này là không ổn lắm. Sau khi Lâm Dạ thức tỉnh thiên phú, cậu ta vẫn còn rất thần bí. Thiên phú thì không ai biết, lại còn chọn chức nghiệp mục sư, vì thế nên tôi nhớ rất rõ cậu ấy. Thứ duy nhất có thể chứng minh là cậu ta thực sự bán đại kiếm thợ săn. Còn về số liệu tính toán kinh khủng của đại thần thì kiến thức lý luận chắc chắn phải được điểm tối đa, nhưng thành tích của Lâm Dạ thực ra lại rất bình thường. Tôi tán thành với comment trên, nhìn qua thì có vẻ như chỉ là một học sinh bình thường. Đừng nên so sánh khập khiễng với những chức nghiệp đạt cao cấp. Nhớ được phạm vi nhận thức của quái vật kết hợp với địa hình bí cảnh, sau đó thông qua tính toán chính xác mới có thể xác định được phạm vi thù hận thực sự chứ nhỉ. Lâm Dạ thực sự là mục sư, vậy thì admin chắc chắn không thể là Lâm Dạ. Một mục sư lại không cần kỹ năng thanh tẩy như Thánh Quang mà lại đi giao bán sao? Mặc kệ bọn họ bàn tán như thế nào, điều Lâm Dạ quan tâm chỉ là tài khoản của cậu liên tục tăng lên. Hơn nữa cậu còn nhận được một yêu cầu mua Thánh Quang với mức giá 100.000 liên minh tệ, nhận được một yêu cầu mua Cung Bão Cát với mức giá 150.000 liên minh tệ. Chẳng có lý do gì mà không quyết định bán nó cả. Cứ như thế, tài khoản ATM đã thông báo, kính gửi khách hàng sở hữu thẻ vàng của Ngân hàng Tài phú Liên minh, ngài đã có 500.000 liên minh tệ, nâng tổng số dư lên 1.500.000 liên minh tệ. Con số 500.000 này quả thực tốt hơn so với tưởng tượng của cậu. Có thể đây là cách qua ải mà không phải chịu sát thương ngoại trừ ải boss, nhưng ngoài Lâm Dạ, cũng chưa ai có thể làm được chuyện này. Công lực làm ra cũng chẳng ai dám mua, nhưng không sao, phó bản cấp ác mộng vẫn là một bước đột phá chất lượng đối với trang bị và dữ liệu của bản thân cậu, việc kiếm tiền cũng chỉ là thứ thiết yếu. Hiệu quả cá chép hiện giờ chỉ còn duy trì được 15 tiếng nữa, thanh niên quyết định nghỉ ngơi một chút rồi lấy lại tinh thần và sau đó tiếp tục chiến đấu ở phó bản tiếp theo. Lâm Dạ đứng dậy, bẻ tay rồi đi chạy bộ, dùng cách rèn luyện để nghỉ ngơi, tiện thể tăng cường thể chất lên một chút. Trăng đã lên cao, trời tối om. Chạy qua một cây cầu mà ai đấy cũng có cặp đôi, duy chỉ có Lâm Dạ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, một mạch chạy thật nhanh để rèn luyện sức khỏe. Chiếc xe hơi với hai đèn sáng trưng từ đâu phi tới, cậu đã kịp thời nhận ra người trên xe chính là Hoàng Thiếu Phong. Hắn bỗng dưng tỏ ra hồ hởi thân thiện rồi rủ dê, wow trùng hợp thật đấy nhỉ, Lâm Dạ lên xe đi, tôi đưa cậu tới một nơi. Lâm Dạ mặt tỉnh bơ lạnh lùng đáp, Triệu Khải Hoàng không nói rõ ràng với anh là đừng tới trêu chọc tôi nữa sao? Tôi không thích gặp rắc rối nhưng không có nghĩa là tôi sợ rắc rối đâu đấy. Hoàng Thiếu Phong xuống xe rồi tỏ ra ấm ức, miệng nó, đừng có nhắc tới cái tên khốn phản bội đấy nữa. Một tên mặc áo giáp lực lưỡng trên xe vào thẳng vấn đề, bớt nói nhảm, Hoàng Thiếu muốn quyết đấu với ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì vô đi ha ha, cả nhà Lâm Dạ, ngươi đừng nghĩ tới bình an. Vốn dĩ đã định nhịn, bọn họ lại cố tình động tới gia đình cậu. Hai từ nhạy cảm nhất với Lâm Dạ, cậu bật chế độ cười nhếch mép, đã tìm tới địa chỉ nhà mình rồi sao? Được, ta hy vọng ngươi ra dáng quân tử một chút, đừng có mà đánh thua xong lăn ra khóc gọi người khác ra cứu đấy. Hoàng Thiếu nghe xong sồn sồn lên, mày đừng có mà ngậm máu phun người. Sau pha kích điều này, Hoàng Thiếu Phong lên cơn quay lại nói với tên đi cùng mình, chút nữa chúng mày đừng có hỏng ra tay, tao muốn đấu tay đôi với hắn. Tên hộ vệ tỏ ra lo lắng và bất an, hả, Hoàng Thiếu à, ngộ nhỡ ngài đánh không nổi. Xem như đến người của hắn còn không tin tưởng hắn nữa. Tên Hoàng Thiếu lại phát điên lên, im mồm, bộ đồ trên người tao là thứ mà thằng bần hành kia có cố gắng cả đời cũng không kiếm được, làm sao tao có thể thua. Mày cút đi cho tao nghe chưa? Lâm Dạ đã xác nhận, hóa ra hắn ta không chỉ tìm hỗ trợ. Vừa gào mồm lên oai cóc là thế, hắn lập tức quay sang thì thào với tên hộ vệ, dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Lâm Dạ đã lên xe từ lúc nào, làm gì thì làm nhanh lên, có bao nhiêu người thì cũng lên hết đi chẳng sao đâu, ta bận lắm không muốn lãng phí thời gian đâu. Hoàng Thiếu Phong quay lại dọa nạt, mày cứ đợi đấy, chút nữa mày hối không kịp đâu.
tao sẽ bắt mày bò như con rắn. Lâm Dạ mặc dù không nói ra nhưng cũng biết ý đồ của hắn. Cậu thầm nghĩ, còn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Xe hơi cứ thế phi một mạch tới một rừng núi hoang vu. Vừa tới đã có hàng trăm tên đứng đợi sẵn kín cả rừng. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiếu Phong, bọn họ đã đồng thanh chào, Dạ lão đại. Lâm Dạ không những không sợ hãi mà còn tỏ ra phấn khích trước sự đầu tư này, nhiều người đến thế sao? Hay đấy, nhanh lên nào, thích solo hay hội đồng? Hoàng Thiếu tuyên bố solo cơ mà solo này lạ lắm, tất cả bọn tao solo với một mình mày. Hắn bắt đầu lôi ra trang bị cấp kim cương phong ảnh kiếm. Đối với Lâm Dạ thì cũng chẳng có gì khác biệt, Hoàng Thiếu đối với cậu chỉ là một thằng danh con. Ngay tức khắc hắn hô hào đàn em phi đến chiến đấu với Lâm Dạ. Cậu đứng yên một chỗ, bỏ trang bị vũ khí ra. Với tốc độ siêu nhanh, cậu lộn nhào tránh đòn tấn công. Trước tốc độ này, bọn họ đều đứng hình, chuyện gì vậy chứ, giá trị tốc độ cao quá. Bọn chúng tiếp tục xông lên, tên hộ vệ chính của Hoàng Thiếu kích hoạt đột kích trảm. Xem xét tình hình, Lâm Dạ thở dài, nhiều người thì mạnh hơn sao? Xem ra vẫn phải dùng thiên phú đảo ngược rồi. Một tiếng bùng nổ ra và bọn họ chưa gì đã cười đắc ý, ha ha ha, thằng nhóc hôi sữa, mày cũng chỉ tới thế thôi. Khoảnh khắc vừa mở to mắt ra mà nhìn, bọn họ đã há hốc mồm. Tên hộ vệ vừa mới tấn công đột kích chảm đã gậy ông đập lưng ông. Hắn gục ngã rồi miệng liên tục phun máu. Cái gì đây? Là chiêu thức gì vậy? Rõ ràng chưa hề kích hoạt tấn công mà, năng lực thật quỷ dị. Đánh tan phòng ngự của trang bị cấp vàng, đàn em nháo nhào đi tới, đại ca, ngài có sao không? Tên hộ vệ cố gắng đứng dậy một lần nữa, lão tử còn khỏe chán, kệ mẹ chiêu thức của thằng danh này đi. Hắn cũng chỉ là mục sư thôi, chúng ta đông anh em, đã thế toàn thân đều là trang bị vàng nữa cùng nhau đánh bay hắn đi. Bọn chúng bao vây Lâm Dạ từ tứ phía, người thì kích hoạt thiểm cương thiết quyền, người thì kích hoạt phi kích, liên diễm hỏa pháo, rồi thiên diệp trọng hòa. Lâm Dạ tâm bất biến, lại là một nụ cười nhẹ nhàng trước khi tạm biệt bọn chúng. Cậu quyết định sử dụng kỹ năng nhất vì tinh tú thần diệu, đảo ngược. Bọn chúng đồng loạt tỏ ra căng thẳng và hoang mang, những sợi xích to chà bá bay ra, kích hoạt kỹ năng đọa thiên địa ngục. Tất cả bọn chúng đều bị dây sắt quấn chặt rồi văng đến hẹo. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ đều đã gục ngã, không thể nào, chúng ta cứ như thế mà bị tiêu diệt trong chớp mắt sao? Tên Hoàng Thiếu Phong vô dụng chưa động tay động chân gì giờ lại ra gió, ha, đúng là dựa vào tiền vẫn hơn dựa vào người khác. Hắn lôi ra một loạt trang bị rồi flex, đây chính là tác phẩm được tao mua tại buổi đấu giá của Sotheby's, trang bị cấp kim cương với cái giá lên tới hàng chục triệu. Nó sẽ giúp thuộc tính của tao tăng lên 100 và không giới hạn cấp độ. Sau màn flex này, chỉ có tụi đàn em vừa bị ăn trưởng là sáng hết mắt tỏ ra trầm trồ, Sotheby's. Đó là hội trường đấu giá đỉnh cao nhất cả Hoa Hạ này, chỉ vé vào thôi cũng có giá trị lên đến hàng trăm triệu rồi. Tài lực như thế này không hổ là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Hoàng Thị, bộ trang bị đấy không cần nghĩ, khẳng định sẽ là bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới có cấp độ truyền thuyết. Hắn hiên ngang mà tuyên bố lần này sẽ phải bắt Lâm Dạ quỳ dưới chân hắn, nghe chừng rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Đã vậy còn kênh kiệu, cho rằng Lâm Dạ mới thế mà đã sợ rồi, đúng là hệ cùi bắp. Hắn cứ thế bước qua vài cái xác của mấy tên vừa bị Lâm Dạ hành cho ra bã, giờ ngươi cầu xin tha thứ vẫn kịp đấy. Lâm Dạ nghe mà chối hết tai, chĩa vũ khí về phía hắn, dáng vẻ vàng ngọc, bên trong rỗng tuếch, trang bị của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng không gánh nổi thứ yếu đuối cùi bắp nhà ngươi được đâu, ngươi không thắng nổi đâu. Hoàng Thiếu nghe xong tức thấy miệng, vậy thì ngươi cút về với ông bà tổ tiên đi. Hắn kích hoạt phong ảnh xoát lao thẳng về phía Lâm Dạ, cậu ngay tức khắc sử dụng thuật tốc biến né phát một. Tên hộ vệ đứng bên dưới nhìn vẫn chưa khỏi kinh hãi, cái gì? Không, không đúng. Không biết hắn đã tung ra chiêu thức gì mà lại có thể hạ gục hết các anh em có trang bị vàng. Sao sát thương của tên này lại có thể cao như thế được? Hắn rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Càng quỷ dị hơn, trong một phút chốc, mình còn có cảm giác thằng nhóc này không còn là con người nữa rồi. Giống cái thứ đã xuất hiện trong ma chiều vào lúc đó. Hoàng Thiếu chóng ngợp với tốc độ quá nhanh của Lâm Dạ, chạy theo mà mệt đứt con miệng nó hơi, không thể nào, chẳng lẽ ngươi cộng hết điểm thuộc tính vào tốc độ sao? Tao đây rõ ràng là đã được gia tăng thuộc tính từ bộ đồ kích xù này rồi cơ mà. Chỉ cần đánh trúng ngươi, thì ngươi chắc chắn sẽ hẹo. Lâm Dạ vừa vui đùa, vừa khịa hắn xương xương, thì thuộc tính cơ bản của ngươi thấp quá đấy, nên mới đánh thế nào cũng chẳng trúng ta. Tới lượt ta rồi nhỉ, đầu tiên là tìm xem điểm yếu của ngươi. Lâm Dạ kích hoạt thuật đảo ngược, thuật lực đoạt, thành công gây ra 1000 điểm sát thương, gây tổn hại áo giáp của mục tiêu, khiến nó mất hiệu lực tăng toàn bộ thuộc tính của trang bị cấp kim cương. Hoàng Thiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì, suýt xoa bộ trang bị cấp kim cương đã tan tành. Hắn ta rơi vào trạng thái phẫn nộ tột cùng, kích hoạt đột tiến trảm, rồi đến tam thức trảm, hoành tảo thiên quân, có bao nhiêu kỹ năng là hắn lôi ra dùng bằng sạch. Lâm Dạ nhảy lên cao, đúng chất đang chơi đùa lại. Hoàng Thiếu quá đau đớn, đuổi không kịp gì còn biết hét lên, đứng lại cho tao. Ngay sau đó, hắn mất máu lia lịa, toàn thân đau đớn không chịu nổi, chỉ biết kêu oai oái, đau. Đau quá, mày lại dùng chiêu thức quái gì lên tao sao? Lâm Dạ chẳng giấu giếm gì, đúng. Loại vô dụng không có kỹ năng chiến đấu như ngươi, thì cú đánh thường của ta cũng đủ để xuyên thủng phòng thủ của ngươi rồi. Bây giờ đầu hàng luôn cũng được, ký cái hiệp nghị đi, nói rõ ra. Ôi, Hoàng Thiếu Phong xin tự nguyện tặng bộ trang bị kim cương cho bạn học Lâm Dạ để thể hiện lời xin lỗi chân thành và cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm hành vi sai trái trước đây. Sao nào? Hoàng Thiếu nghe xong giật nảy sồn sồn lên, con mẹ mày nằm mơ hả? Đừng có mà mơ tưởng. Hắn vừa nói dứt câu cũng là lúc kỹ năng Lâm Dạ được hồi phục, thôi thì trang bị phòng thủ giá trên trời của hắn coi như đi tong. Hoàng Thiếu không phục, nắm chặt nắm đấm bất chấp lao đến,
thằng chó, còn dám đe dọa tao à, ăn một chiêu của tao đi, kích hoạt thiên mã lưu tinh bạo. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn mà hắn đã đắc ý, tưởng ngon ăn, ha 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 ha, phế vật, mày còn sống chứ. Ngay lúc đó, Lâm Dạ lẫy lừng đi ra từ biển khói, sử dụng thuật trị liệu chữa hoàn toàn vết thương, xương cốt đang được hồi phục, trong khi tên hoàng thiếu kia đi tong miệng bộ áo giáp mà trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật. Tầm này hèn nhát chỉ còn biết lôi bố mẹ ra mà dọa, đồ kinh tởm, Lâm Dạ ngươi đừng có động vào tao. Mày mà động vào là tao mách bố, bố tao không tha cho mày đâu. Lâm Dạ khinh hắn ra mặt, cậu ghét nhất cái loại vô dụng chỉ biết đem người nhà ra dọa. Chính vì thế cậu quyết định cho hắn nếm thêm mùi của thuật trị liệu đảo ngược và thuật lượng đoạt, đừng lo, máu vẫn còn đầy mà, chúng ta tiếp tục đi. Thêm một tiếng nổ rất lớn nữa, hoàng thiếu vật vã dường như không thể chống cự thêm. Lâm Dạ chưa dừng lại ở đó, tiếp tục dùng nắm đấm hành hắn ra bã. Tên hộ vệ cùng vài tên còn lại đứng ngoài chỉ biết suýt xoa, đây là đang tra tấn à, lão đại à, người chúng ta đang động vào là mục sư thật sao? Tai ếch giáng lâm được kích hoạt, một tia sét đánh thẳng xuống vị trí của hoàng thiếu. Tên hộ vệ đứng ngoài ôm đầu hoảng loạn, tiểu hoàng tổng, không hẹo thật đâu đấy chứ. Một máy quay giấu kín lúc đó đã quay lại toàn bộ diễn biến, thậm chí còn phát sóng mini game. Người theo dõi livestream trở nên điên loạn, cái gì thế, thợ săn ảnh hôm nay có vụ gì thế? Đây không phải thiếu gia nhà giàu nổi tiếng Hoàng Thiếu Phong sao? Người đứng đối diện là ai vậy? Nhiều xã hội đen ở đây thế, muốn diệt khẩu hay sao chứ? Pháp sư mạnh quá, Hoàng Thiếu Phong lấy can đảm ở đâu vậy? Từng đoạn thoại của Hoàng Thiếu Phong với Lâm Dạ đều được ghi âm một cách rõ ràng. Các anh hùng bàn phím chỉ thấy bức xúc với sự ngỗ ngược của Hoàng Thiếu. Mẹ ơi, Hoàng Thiếu Phong nói chuyện khó nghe quá, không ngờ anh ta vô giáo dục thế. Chẳng trách đắc ý như vậy, hóa ra là có chiêu sau. Bộ trang bị này phải mất bao nhiêu tiền chứ? Tôi ghét người này. Tin tức đang bùng nổ hiện tại đã được cập nhật, nóng. Thiếu gia kiêu căng cậy thế ức hiếp người đã gặp phải thanh niên cứng, đại lão thao tác mạnh mẽ đảo ngược tình thế cho thiếu gia ra bã. Bọn họ đang trầm trồ khi người xử lý Hoàng Thiếu không ai khác chính là mục sư, hơn nữa lại vừa có thể hồi máu vừa có thể tấn công. Bọn họ bắt đầu bàn tán về Lâm Dạ, mục sư này có thiên phú gì thế? Có thể trực tiếp xé tan trang bị kim cương không giới hạn của chiến sĩ. Ngay lập tức tìm ra vị đại thần này là ai, tôi muốn bái sư. Một vài thanh niên sau khi theo dõi nhận ra người quen, chuyện gì vậy, cậu ta giống bạn học của tôi quá. Cậu ở học viện chức nghiệp giả Giang Thành hả? Chúng ta rất có thể đang cùng nhắc đến một người. Mấy ngày trước tôi nghe nói họ có mâu thuẫn, có vẻ Hoàng Thiếu Phong muốn bắt chuyện với tôi nữ thần nhưng không thành. Đúng rồi, tôi nhớ người đó là một mục sư, điều này còn quan trọng không? Tên này trước tiên bị người truyền đơn quét phó bản, hai hôm trước lại không đâu vào đâu khiến Hoàng Thiếu Phong ôm cục tức. Nhất định cậu ta đã thức tỉnh thiên phú đỉnh cao gì đó. Trước kia không phải có người tung tin IP đăng nhập của đại thần bán trang bị và công lực cấp SSS hiển thị ở Giang Thành sao? Đúng đúng, đại thần này tuy rằng đã tạo nên kỷ lục phó bảng nhưng cấp phó bản không phải cấp chức nghiệp quy mô. Hơn nữa giao dịch của cậu ta cũng từng bị chụp lại, học sinh trường các cậu cũng nhận ra cậu ta chứ. Bạch Chỉ ở nhà cầm điện thoại mà run rẩy, không phải Lâm Dạ đâu, tôi từng mua trang bị của đại lão rồi, anh ấy rất khiêm tốn, mọi người đừng buôn dưa lê bán dưa chuột nữa. Mọi người càng bàn tán lại càng cảm thấy có vụ gì đó giấu đầu hở đuôi, nghe chừng đây là tin thật rồi. Bạch Chỉ vốn dĩ đã định che giấu nhưng lại không thành, làm sao đây, quả này đại lão không giấu được nữa rồi. Chắc chắn có rất nhiều người giỏi hơn, muốn làm đồng đội của đại lão như mình, có phải mình không còn cơ hội ôm đùi nữa không? Ngay tức khắc đã có một fandom lập ra dành cho Lâm Dạ, đại lão Lâm Dạ vô địch. Hồi máu được, gây sát thương được, tank được, còn hồi mana lôi kéo, vừa support vừa gánh lực, gánh ba vị trí, đúng là thần giáng lâm. Tất cả đều đồng loạt quay ra chê trách Hoàng Thiếu Phong, loại người như Hoàng Thiếu Phong thật sự ghê tởm, trước mặt con gái thì giả vờ, thật ra chỉ biết dựa vào ông cha. Còn gọi người đến hội đồng bạn học, cứ phải bắt hắn lên mà phạt. Công tử tập đoàn Hoàng Thị xem thường người bình thường như chúng ta, kết quả gặp phải thanh niên cứng, sụp đổ rồi. Nhìn vẻ hống hách của hắn kìa, thật ra chỉ là thứ vô dụng dựa vào tiền. Không chỉ là tiền, bà của cậu ta là Hoàng Thiên Tề, một cán bộ cao cấp của Liên minh chức nghiệp giả. Sau này kiểu gì cũng dựa vào bố để vào Liên minh. Liên minh chức nghiệp giả có thể có thứ cặn bã như thế này bước vào sao? Mọi người quay sang chửi cả lò nhà Hoàng Thiếu, bố nào con ấy, rớt ghế cho tôi. Tập đoàn Hoàng Thị xứng đáng là rác rưởi phải phá sản đóng cửa. Cho chúng nó vào quả thực mùi ô uế, Liên minh chức nghiệp giả phải cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng. Vì pha phát sóng này mà giá trị thị trường của cổ phiếu tập đoàn Hoàng Thị đã bốc hơi, hacker phát động cuộc tấn công quy mô lớn. Nguyên nhân là vì con trai chủ tịch bắt nạt bạn học. Tô Mộc ở nhà đã kịp theo dõi buổi phát sóng, nha đầu tỏ ra rất bức xúc, tên Hoàng Thiếu Phong này thật quá đáng, bố mẹ à, chúng ta phải nhất định dạy dỗ họ mới được. Ông bố thở dài, Tô Mộc à, không được đâu con. Người mẹ cũng lên tiếng, đứa nhỏ này tính tình không tốt, đi vào con đường xấu xa tự nhiên có báo ứng. Nhưng nếu cứ gặp chuyện liền dùng quyền lợi không thuộc về mình để đè người khác, chắc chắn sẽ không trở thành một chức nghiệp giả ưu tú được đâu. Tô Mộc vẫn tỏ ra lo lắng, sợ rằng nếu ra tay thì sẽ khiến Tiểu Dạ trở thành người giống như Hoàng Thiếu Phong. Bố mẹ của Tô Mộc đặt 100% niềm tin vào Lâm Dạ, thằng bé sẽ tự giải quyết ổn thỏa được thôi. Ở một khía cạnh khác, người đàn ông tóc trắng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Dạ và bày tỏ sự tâm đắc của mình, vẫn chưa tham gia bài kiểm tra trắc nghiệm, quả nhiên là rất giỏi đó. Thiên phú thức tỉnh chắc phải từ truyền thuyết trở lên nhỉ, chọn mục sư, đúng là giao châu mổ gà. Thiên tài trăm năm khó gặp thế này, chắc có thể đặc cách trực tiếp vào Liên minh chức nghiệp giả chứ.
các vị thấy Nhận Lâm Dạ và Liên Minh trước thế nào? Chẳng còn lý do gì mà bọn họ không đồng ý cả, chúng tôi đồng ý hai chân hai tay. Vì sự ổn định toàn cầu, người như thế này nhất định phải kết nạp vào liên minh càng sớm càng tốt. Thế còn Lão Hoàng, sao ông vẫn ở đây thế, không cần con trai nữa à? Một người đàn ông cầm tách cà phê cười phớ lớ, ha ha ha, thật ra chuyện này không thể tính là phiền phức gì lớn đối với Hoàng Bộ trưởng. Cũng coi như là một cơ hội đó, sao không nắm bắt chứ? Cha của Hoàng Thiếu Phong chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, bộ trưởng phân bộ liên minh Hoàng Thiên Tề. Ông ta vẫn bình tĩnh mà lên tiếng, tôi vẫn đang ở công ty xử lý công việc, đã quy hoạch xong những bồi thường đối với bạn Lâm Dạ về sau. Là một người cha không đạt tiêu chuẩn, tôi rất xin lỗi về hành vi của con trai, tôi đã phái người thay mặt đến tận nơi. Các vị yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết nghiêm túc, nên hãy đợi một chút. Ngay lúc Lâm Dạ định tiếp tục ra tay thì có một trực thăng đi tới, Lâm Dạ, xin giơ cao đánh khẽ. Chủ tịch Hoàng Thị mong được nói chuyện cùng cậu. Thằng con trai vừa bị hành cho ra bã kia thấy người của bố chạy tới thì đắc ý, bố tao đến rồi, tầm này mày xong đời rồi con. Lâm Dạ vẫn bình tĩnh mà hỏi, sao thế, chủ tịch Hoàng Thị muốn tạo áp lực cho tôi à? Vậy ông ấy có thể tự đến đây. Người này cúi đầu và đưa chiếc điện thoại ra, không phải như vậy ạ, nhà họ Hoàng sẵn sàng bồi thường vì hành vi của Hoàng Thiếu Phong, chú Hoàng muốn tự mình xin lỗi cậu. Quyết định này khiến cho tên Hoàng Thiếu Phong vừa gãy răng xong há hốc mồm, cái lìn gì thế, làm sao mà phải cúi đầu trước tên nghèo rớt mồng tơi này? Không đúng, anh vừa nói cái gì? Bố tôi mà lại muốn xin lỗi nó à? Anh đang nói linh tinh cái gì đó? Lâm Dạ vẫn kệ hắn sồn sồn đứng đó mà nhận điện thoại. Một lúc sau, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đã ra mặt, chào cháu là Lâm Dạ đúng không? Để cháu phải đợi lâu rồi, ta là cha của Hoàng Thiếu Phong, tất cả những chuyện nó làm đều do ta dạy dỗ không tốt. Rất xin lỗi cháu đã khiến cháu gặp phải phiền phức lớn như thế. Chỉ có lời xin lỗi miệng không thể bù đắp lỗi sai của thằng con trai ta. Ta muốn gặp trực tiếp để xin lỗi cháu, đồng thời bồi thường những tổn thất về trang bị đạo cụ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta là được. Còn Hoàng Thiếu Phong, mong cháu có thể giao cho Triệu Khải Hoàng, ta nhất định dùng gia pháp quản giáo nghiêm khắc. Lâm Dạ cũng không muốn làm khó, thấy thái độ chân thành như thế, cậu lập tức chấp thuận. Cơ mà chưa dừng lại ở đó, thanh niên cười tươi mà thương lượng, nội dung cụ thể liên quan đến bồi thường. Cháu muốn 3 bộ trang bị cấp kim cương không giới hạn, một bộ mục sư, một bộ pháp sư và một bộ kiếm khách. Ngoài ra cháu muốn 500 vạn tiền tệ, liên minh chú có làm được không? Nghe xong Triệu Khải Hoàng còn phải há hốc mồm, ta vừa nghe cái gì vậy chứ? Trang bị kim cương không giới hạn cấp, 3 bộ chức nghiệp khác nhau, Triệu Khải Hoàng sợ rằng lục cả nước vẫn sẽ khó tìm. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đáp, trang bị kim cương không giới hạn cấp nhưng nếu cháu cần 3 bộ có lẽ phải đợi vài ngày, bên chỗ ta tạm thời không có sẵn. Cháu yên tâm, ta sẽ nhờ người đặc biệt đi bí cảnh quét phó bản, bên liên minh cũng sẵn sàng cung cấp tài nguyên và giúp đỡ. Đưa được Hoàng Thiếu Phong lên trực thăng, nhìn tên vô dụng này ai cũng lấy làm tức, thật đáng ghét, lại phải xử lý đống hỗn độn cho cậu. Triệu Khải Hoàng giật mình khi chiếc kính đặc biệt đột nhiên kiểm tra phát hiện thiết bị điện tử, sau đó đã ngay lập tức đi ra chỗ máy quay, dí sát mặt mà giải thích, cảm ơn mọi người đã xem, Hoàng tổng đã đích thân đến xin lỗi và thương lượng bồi thường. Cụ thể xin mời đón xem stream trên kênh chính thức của Liên Minh vào ngày mai. Cảm ơn quý vị. Lâm Dạ giật mình thon thót, cậu không ngờ Liên Minh đã chú ý đến mình rồi. Cậu lo lắng sợ rằng họ đã điều tra ra thiên phú của cậu là không tầm thường. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tổng tiếp tục thương lượng, ngoài ra, ta có thể cho cháu tất cả tài nguyên bí cảnh xung quanh Giang Thành, trừ một phần bí cảnh hiếm ra, tổng cộng 50 bí cảnh. Dù sao Giang Thành không phải của một mình ta, trong đó có rất nhiều phe phái khe nước thâm sâu. Lâm Dạ cảm thấy một tháng là quá đủ rồi. Triệu Khải Hoàng sốc part 2, 50 bí cảnh đánh trong vòng một tháng. Đây là chuyện một chức nghiệp mới có thể làm được sao? Coi như là đã kết thúc thương lượng, được rồi. Tối mai hãy đưa theo đồng đội của cháu, ta mời cháu một bữa cơm, còn về dư luận trên mạng. Không đợi Hoàng Tổng nói dứt câu, Lâm Dạ đã hiểu ý và nói rằng mình sẽ đính chính trên chức nghiệp giả. Trong bữa cơm ngày mai, Chủ tịch Hoàng có thể livestream. Suy nghĩ này khiến cho Hoàng Tổng khá bất ngờ. Không ngờ cậu đã có thể suy nghĩ được đến mức này rồi, thật đáng kinh ngạc. Tương lai cậu ta nhất định tiền đồ rộng mở, là một thiên tài xuất sắc. Kết thúc video call, Lâm Dạ nói với Triệu Khải Hoàng, nể mặt thái độ của anh và Hoàng Thiên Tề hôm nay tôi sẽ bỏ qua nhưng quá tam ba bận. Dạ, tôi hiểu. Gia đình chú Hoàng có chút phức tạp, hoàn cảnh cực đoan dễ khiến con người cực đoan. Lâm Dạ tỏ ra không quan tâm, chuyện nhà chú Hoàng, tôi không có ý nghe ngóng, giao tình ít thì không nên nói nhiều. Ngày hôm sau, bọn họ đã có buổi gặp gỡ tại nhà hàng 5 sao Ngọc Chi Lan. Đây là nhà hàng đầu tiên tại Giang Thành được nhận định chính thức là nhà hàng 5 sao. Từ trước đến nay đều được đánh giá tốt, đầu bếp là đại sư đến từ khắp nơi. Điểm đặc sắc của nhà hàng này là vô cùng chú trọng trải nghiệm của khách hàng. Cho dù một người hay nhiều người cũng sẽ có phòng riêng của mình, phòng riêng có đội phục vụ riêng, gọi lúc nào đến lúc đó, không hề làm lỡ thời gian tốt nhất để thưởng thức mỹ thực. Quan trọng nhất, cho dù là thân phận gì, cho dù chỉ có thể gọi món cơm rang trứng hoàng kim rẻ nhất của nhà hàng cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ VIP chí tôn. Tô Mộc vẫn cảm thấy bất an nên nhắc nhở Lâm Dạ, tuy rằng Hoàng Thiên Tề đã đích thân xin lỗi cậu trong stream, nhưng bữa tiệc này cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Thực tế Lâm Dạ đã biết suy nghĩ của người khác. Hoàng Thiên Tề xin lỗi trịnh trọng như thế chẳng qua là vì đã nhìn thấy tiềm lực của cậu nên muốn kết giao trước mà thôi. Lâm Dạ vừa đến đã được mời vào phòng đặt trước. Vừa tới nơi, Hoàng Thiên Tề đã tỏ ra rất hồ hởi, hai vị này chính là Tô Mộc và Bạch Chỉ Nhỉ. Xin mời ngồi vào đây.
ba vị cho phép ta xin lỗi vì hành vi của con trai ta đối với các cháu. Là do ta thường ngày không dạy dỗ nó cách đối nhân xử thế mới để nó làm ra hành động quấy rối ác ý như thế. Tô Mộc và Bạch Chỉ rất bất ngờ với thái độ ngược lại so với suy nghĩ này. Ông ta không có ra oai phủ đầu và lên mặt, thậm chí còn hòa nhã và thân thiện, khiêm tốn hữu lý. Bố của Hoàng Thiếu Phong, nhân vật hàng đầu Giang Thành lại là người như thế này sao? Bố mẹ thương con sẽ vì con suy tính lâu dài. Đường đường chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, không tiếc nhún nhường người khác. Lâm Dạ vì vậy cũng không để bụng, thành ý của chủ tịch Hoàng cháu hiểu. Hoàng Thiếu Phong có thể biết sai và rút kinh nghiệm, cháu sẽ không tính toán chuyện cũ nữa. Cả hai bắt tay coi như giải hòa. Sếp, đồ đã được mang đến rồi. Có cần lấy ra cho bọn họ xem luôn không? Ừ, cho họ xem đi. Đó là những trang bị kim cương mà Lâm Dạ yêu cầu. Tên loại trang bị này là Thịnh Trang của Ma Hoàng, là trang bị 4 mảnh, chất lượng cấp kim cương, tác dụng là hồi phục sát thương đã nhận phải. Thời gian làm lành là 10 giây, đặc biệt tăng cường 50% hiệu quả trị liệu bản thân. Không hổ là bộ trang bị kim cương, nhưng cũng vừa hay không có xung đột với mấy món lẻ Lâm Dạ đang dùng. Xem ra là thêm lượng máu và sinh tồn một cách đơn giản thô bạo, nhưng thực tế nếu tính toán một chút, sát thương đảo ngược sẽ trực tiếp nhân đôi. Lâm Dạ bày tỏ rằng bản thân rất vừa ý, Bạch Chỉ vẫn đang choáng ngợp với những bộ trang bị trước mặt mình. Tô Mộc thiết nghĩ, bộ 4 món trang bị kim cương không giới hạn cấp, một phát đưa ra 3 bộ, cho dù với tài sản của nhà họ Hoàng cũng tuyệt đối không chỉ vì mặt mũi. Đây thực sự là bỏ vốn liếng, trang bị rất tốt, cảm ơn chú Hoàng, bọn cháu xin phép nhận trước. Tất cả mọi hành động đều được livestream trực tiếp, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cử chỉ hành động của Hoàng Thiên Tề. Đây là người hàng đầu Giang Thành, boss đứng sau tập đoàn Hoàng Thị, vậy mà lại coi trọng một người mới như Lâm Dạ như thế. Nhân vật lớn thì sao, còn không phải là không dạy con trai tử tế nên đụng phải thanh niên cứng như đại thần. Đúng vậy, nếu thái độ xin lỗi không chân thành, không bồi thường đủ cho đại lão Lâm Dạ, chúng ta mỗi người một miếng nước bọt dìm chết nhà họ Hoàng. Nếu đại thần đã nói không tính toán nữa, vậy thì chúng ta đi thôi. Bọn họ quyết định rút lui và không bàn tán, trong khi nhóm Lâm Dạ vẫn đang dùng bữa ngon lành. Hôm nay coi như đã xong xuôi, Hoàng Thiên Tề còn ngỏ ý, vì bên ngoài có phóng viên vây kín nên muốn tiễn Lâm Dạ. Lâm Dạ vừa bước ra ngoài, cả đám phóng viên đã nháo nhào lên chụp lia lịa. Lâm Dạ, nghe nói thiên phú cậu thức tỉnh là trị liệu đảo ngược có thể một mình quét bất cứ phó bản nào, xin hỏi có đúng không? Lâm Dạ, xin hỏi có thật là cậu đã một mình đánh phó bản tân thủ và đạt được cấp đánh giá là SSS không? Xin cậu hãy trả lời chúng tôi, không có chức nghiệp giả nào có thể một mình làm được. Xin hỏi đại thần ẩn danh trên diễn đàn chức nghiệp giả có phải là cậu không? Mặc dù đối diện với hàng trăm câu hỏi và ánh đèn như thế nhưng Lâm Dạ vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, lạnh lùng đi qua mà không thèm trả lời. Nơi đây là phòng của Hoàng Thiếu Phong, hắn ta sau màn giao đấu thì hoàn toàn kiệt quệ, toàn thân băng bó, nhếch nhác và không khác gì một con chó mất nhà, đồng thời một luồng khí tức màu đen hắc ám liên tục tỏa ra xung quanh hắn.